bạn gọi lại cho luôn nhé. Cờ 13 nhưng còn có 1-2 chiếc cô chị ơi. Các chị vào lại của em với nhá. Cái mạng điên này em thật khói được cái mạng. Rồi các chị vào à. Các chị vào, các chị chia sẻ like của em với. Áo đang mặc bao nhiêu? Áo em mặc 165.000 đồng. Là mã gì nhỉ? Mã đá 56 chị ơi. Đá 56 em mặc là 165.000 ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là đá 56 và kèm số điện thoại ạ. Được chưa? Đá 56 và kèm số điện thoại cho em. Cái gì? Được chưa? Được rồi đấy, ngon rồi, sáng rồi. Nói chuyện to thế. Vâng ạ, vâng. Để em thử mặc cái quần sáng hơn xem nó đỡ tối không nhá. Mặc cái quần trắng. Vâng, bởi vì mai mặc trắng ấy không nghỉ ấy. Đấy, chắc là mặc cái quần sáng hơn thì nó đỡ hơn. Rồi, đợi em một tí em thay cái quần màu sáng ấy. Chứ mặc cả cây đen ở trên live nhìn nó hơi tối. Nghe thấy tiếng á. Rồi nghe thấy tiếng mà. Đỡ hơn cho các chị ơi. Rồi các chị lên mã này cho em là gì? Đá 56 nhá các chị nhá. Em đổi giờ bán đi à? Em bán cả trưa cả tối mà. Các chị nhá. Các chị ơi cho em xin nút chia sẻ với ạ. Thực sự luôn ấy. Em hôm nay em xin phép ạ, em các chị cho em xin một nút chia sẻ cho em với ạ. Vừa tối mà còn mờ à. Em chả biết tại sao hôm nay mạng nó đều thế chứ. Chị ơi. Mệt quá cái mạng này. Nguyên cái thời gian mà mạng mẽo này là bực hết cả mình như này. Chị đưa cho em cái bộ ấy đây. Cái bộ nó còn lẻ đấy. Ừ. Bây giờ hỏi em nhiều là em cáu đấy. Chị Tạ Trung ơi, nhà em không thử đồ đâu chị ạ. Bây giờ em đến nơi em cho các chị đồng kiểm hàng là đã ok rồi. Đấy, bưu tá người ta không có thời gian, người ta đứng đợi mình thử đồ đâu. Các chị nhận hàng, các chị mình bóc hàng kiểm tra. Để cho nó đủ số lượng và đúng chất, đúng hàng mình đặt thì mình lấy thôi. Đấy, bây giờ áo mặc vừa hay không ý, thì mình chỉ cần dơ lên rồi mình biết rồi. Đâu cần nhất thiết phải thử đâu chị. Bưu tá người ta không thể đứng, người ta đợi mình vào trong buồng hay là vào trong phòng mình thử đồ. Đấy, nhiều khách hàng là bóc ra đồng kiểm xong là mang vào trong phòng thử đồ xong là người ta đánh cháo hàng ạ. Bưu tá người ta không cho thử như thế đâu chị ạ. Chị thông cảm cho em với nhá, thông cảm giúp em với. Bán hàng rồi ok chị luôn. Đây các chị này, bộ đen đang còn sót một ít luôn, em tặng các chị luôn bộ này này. Các chị comment của em là tặng bộ nhé chị yêu nhá, tặng bộ lẻ và kèm số điện thoại cho em ạ. Bây giờ là đa số em còn là size 1XL 2XL, 1XL và size 2XL. Các chị lên đơn hàng cho em ạ, lên mã hàng cho em là nhà em đã cho đồng kiểm hàng là ok lắm luôn rồi chị ạ. Chứ còn đợi các chị vào thử từng mã một, rồi là ví dụ bây giờ các chị đặt 10 mẫu, các chị mang vào trong phòng các chị thử cả 10 mẫu như thế, bưu tá là sao có đơn, có thời gian người ta đi phát hàng khác à chị. Đây các chị nhìn bộ cho em này, em tặng các chị luôn bộ này nhá. Hôm nay là em tặng các chị luôn giá đẹp luôn ạ. Bây giờ em chỉ còn size to thôi, không còn size bé. Các chị comment là tặng bộ lẻ và cộng số điện thoại ạ. Đấy, không có cổ size to tí em lên đâu chị Sĩ Lê ơi. Mã này các chị có phải là tặng bộ lẻ và cộng số điện thoại cho em. Hàng nhà Loan ok, em cảm ơn chị luôn các chị này.
Đấy, các chị nhìn hàng cho em ạ. Em bây giờ các chị chọn cho em được size vừa nhá. Chọn cho em được cái size vừa. Đấy, còn không chọn kiểu ạ. Không chọn kiểu cho em ạ, chọn màu, chọn size vừa. Hiện tại em đang có là màu xanh này, màu đỏ với màu hồng, ba màu. Xanh, đỏ, hồng và kèm số điện thoại cho em. Các chị chốt đơn hàng ạ. Em tặng các chị 150.000 đồng một bộ. Ok chưa? 150.000 đồng ạ. Mạng kém ngày hôm nay em lấy bán lấy view thôi. Để cho em mà lấy tương tác thôi ạ. 150.000 đồng, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn cho em hàng này, toàn bộ là hàng công ty ạ, đẹp xuất sắc luôn nhá. Bây giờ em chỉ còn xa các chị từ khoảng là 54-55 cân đến 65 cân, 54 cân, 55 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Em tặng các chị 150.000 ạ, không phải nói suy nghĩ câu nào luôn các chị ạ. Thế luôn em bán giá này các chị không phải suy nghĩ câu nào luôn. Các chị ơi, 150.000 ạ, 150.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em. Ok, em cảm ơn chị Lê Tâm nhá. Chị nhiều nhận nhiều, chị nhiều lần nhận đồ nhưng chỉ có con gái ở nhà nhận hàng, khi đi làm về xem hàng thì ok em yêu, cảm ơn chị luôn ạ. Đấy, các chị nhìn bộ cho em này, các chị chọn trên được cái size vừa nhá. Còn màu thì, màu sắc có lẽ là cái size số, à quên, cái kiểu thì các chị yêu mình hoan hỉ cho em rồi. Em tặng các chị 150.000 ngày hôm nay, 150.000 đồng ngày hôm nay cho các chị yêu mình luôn. Đấy, các chị chọn cho em màu hồng, màu đỏ hay màu xanh. Còn kiểu thì kiểu khác nhau, chị ơi đưa cho em cả màu hồng với màu đỏ của mã kia cho em cái. Toàn bộ của là bộ hãng như này luôn ạ. À, em tặng các chị 150 bộ, không còn size nhỏ, chỉ còn size to nhá, 1XL, 2XL. Các chị từ khoảng 54 cân đến 65 cân, 54 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. 150.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Đơn hàng tối qua nhà em vẫn đang gọi chốt đơn ạ. Đơn hàng tối qua vẫn đang gọi chốt, là trưa nay vẫn đang gọi chốt đơn. Em tranh thủ lên buổi tối một lúc các chị yêu nhá. Đây các chị nhìn này, thực sự luôn ạ, thực sự luôn, các chị nhìn hàng cho em này, nó quá đẹp luôn các chị gái ơi. 150.000 đồng ạ, các chị lên đơn hàng cho em ạ. Chị nào được thì hoan hỉ, mà chị nào không được thì chị yêu mình thông cảm nhé. Tại vì là bộ này em không còn số lượng nhiều. Đấy, bộ này em đang không còn số lượng nhiều, bộ thu đông cho em ạ. Bộ thu đông dài tay như này ạ. Các chị lên ạ, chuẩn mã hàng mà kèm theo số điện thoại cho em các chị yêu. Được chưa? Tặng bộ lẻ, được chưa? Tặng bộ lẻ cho em ạ, 150.000 một bộ ngày hôm nay nhá. Ngày lưu ý cho em là chỉ có đúng ngày hôm nay em xả giá này thôi. Đúng ngày hôm nay em loan xả giá này cho em, cho các chị là 150. Đấy, 150 cho em xin lượt chia sẻ ép áp dụng tài khoản và chia sẻ livestream cho em lên trang cá nhân ấy. Chia sẻ livestream cho em lên trang cá nhân của mình. Lên phong có cổ đi em, đợi em tí chị ơi, cứ bình tĩnh, phong hè thì mình cứ bình tĩnh cho em. Phong hè thì em vẫn đang về hàng. Bây giờ em đang sale hàng đông. Đấy. Chị Nguyễn Huệ comment hộ em là mã gì, mã hàng đi. Bộ nhung tâm hôm nay á, bộ nhung tâm hôm nay nhà em vẫn đang khách nhân viên vẫn đang gọi chốt đơn chị ạ, vẫn đang gọi chốt đơn. Mã gió 56 thì nhà em vẫn đang gọi chốt, và chị Đăng Khánh chưa thấy gọi chốt đơn, chị cho em xin lại số điện thoại với. Cho em xin lại số điện thoại với nhá. Áo đang mặc là 165.000 chị ơi. Áo đang mặc là 165.000 đồng ạ. Mã hàng cho em là đá 56 ạ. Áo em mặc là mã đá 56 ạ, 165.000 đồng một áo các chị này. 165.000 đồng, các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 165. Đẹp xuất sắc luôn các chị ơi, áo đá đây. Đâu mã nam, mã này ở đâu nhỉ? Đây. Đây mà áo em mặc là đá 56. Đấy. Đá 56 và lên số điện thoại em có 3 size MLXL ạ. MLXL 3 size, các chị lên ạ. Chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em, các chị mình lên đơn. Quá xuất sắc luôn các chị này. Đá 56 chị ơi, áo đang mặc là mã đá 56. Các chị comment nhanh, tại vì mỗi mã thì em không còn số lượng nhiều, bây giờ là còn bao nhiêu em bán nốt thôi. Còn bao nhiêu em bán nốt, các chị nhìn xem ạ. Toàn bộ hàng áo đá hàng Quảng Châu các chị nhá. Toàn bộ áo đá của hàng Quảng Châu luôn ạ. Các chị comment lại chuẩn mã hàng mặc cầm kèm số điện thoại ạ. Rồi mã số 56 là như em biết rồi, không cần phải hôm kia hôm qua đâu chị ơi. Tại vì mã số 56 như em vẫn không thay đổi mã đâu chị ạ. Nhưng vẫn không thay đổi mã, các chị nhìn mã này cho em này. Mã này các chị comment là đá 56. Đấy, đá 56 cộng số điện thoại 3 size MLXL. Các chị từ 40 cân đến 65 cân em chốt đơn. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đá 56 và kèm số điện thoại nhá. Rồi chị Ngọc Kim có ạ, quần áo nhà Loan, nhà em, nhà đẹp tuyệt vời luôn. Cảm ơn chị Gda Hà Hà. Bộ nhung trơn 500 còn không em? Bộ nhung trơn 500 em còn chị ơi, còn mấy bộ nữa. Chị Lu An ok, chốt size L này. Áo này 165.000 chị ạ. 165.000 đồng một áo. Chị Đinh Nguyễn ok, chốt đơn ạ. Đá nó đẹp và nó ép chắc lắm. Bên nó sẽ là đá vàng này, pha đen này. Để chị ạ, đá vàng pha đen này. Và nó sẽ là pha lưới cho em. Để chị ạ, pha lưới và lưới mềm các chị nhá. Cảm ơn chị Hồng Nguyễn ạ. Đấy, các chị ơi, Hảo Đức có đơn hàng ạ. Đá 56 và cộng số điện thoại ạ. Chị gió 56 ok, chị Đặng Ánh Anh Khôi ok, chốt đơn hàng ạ. Chị Thái Lê có đá 56 này, chị Lam Anh ok, chốt đá 56 ạ. Đá 56 size L rồi đây chị, áo hồng, len hồng chiều nay nhé. Chị ơi, nếu mà đơn hàng mà đi đơn rồi thì không dồn được. Còn đơn trừ khi là đơn hàng mà chưa chốt đơn, các chị có thể dồn mã được nhá.
Ôi lên áo mùa hè đi chị ạ. Đang lạnh mà hôm nay ở chỗ em đang là 16 độ chị ạ. Ở chỗ em đang là 16 độ. Hiện tại bây giờ đang là 16 độ. Đấy các chị lên chuẩn mã hàng cho em là đá 56 và kèm số điện thoại cho em. Tiếp cho các chị một cái mã nhung đi chị. Mã nhung nhung hôm nay mới về thêm với nhung cộc tay ấy. Nhung cộc tay để em tí em lên nhá. Hôm nay có cả khoác len về, có cả khoác len nữa. Chị Hồng Hoa Phạm chốt đá 56 này. Lên áo đá có gì? Có gì chị? Đây các chị này. Mã này về thêm xịn lắm. Các chị nhìn hàng cho em nhá. Còn một con áo nhung cộc tay. Một con nhung cộc tay đính đá. Một con áo nhung cộc tay của hàng HG các chị này. Các chị lên mã này cho em là OCL. Một con nhung đá các chị nhìn hàng cho em này. Đẹp xịn luôn ạ. Của màu ánh rêu các chị ơi. Màu ánh rêu cho em ý. Áo đá đỉnh quá em cảm ơn chị luôn các chị này. Áo này thực sự luôn là em. Sau chuyến này em cũng hết hàng. Không có hàng bán luôn ý. Sau chuyến này cũng hết hàng rồi. Các chị yêu lên mã này cho em là. Con này là giống như của HG. Ui về được size L thế à. ML này. Mã này hình như chỉ có ML sao. Giữ nhiệt của hàng HG. Đây các chị nhá. Mã hàng cho em là thì nhờ. Mã chất lượng các chị cứ lên mã chất lượng đi. Đấy chất lượng là áo khoác. Các chị cứ lên mã chất lượng đi. Nhà em vẫn đang chốt đơn ý ạ. Quần trắng em hết hàng các chị nhìn em áo này. Thực sự luôn ạ. Chuẩn đét luôn hàng cao cấp các chị nhá. Chuẩn đét cho em hàng cao cấp ạ. Các chị lên mã này hôm nay là gì ạ. V1 cho em với ạ. V1 và kèm số điện thoại ạ. Đặt áo sao mà khó thế. Sao lại đặt khó chị. Chị cứ lên mã và để lại số điện thoại thôi. Là nhân viên em không có chốt đơn hàng. Có gì mà khó đâu. Khách hàng nhà em vẫn chốt bình thường mà. Áo em vừa mặc. Em vừa cởi ra là đá 56 chị ơi. Tiếp theo mã này các chị comment là V1 cho em với ạ. V1 và kèm số điện thoại. Các chị lên đơn nhá. Con này là áo nhung cộc tay. Em có size M với size L. V1 của size M với size L nhung cộc tay cho em. Đó các chị này. Rồi chốt đơn các chị từ trên 40 cân nhé các chị yêu nhá. Trên 40 cân ạ. Đến tầm khoảng là 62-63 cân. Đấy chứ ạ. Đến tầm khoảng là 62-63 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. V1 cho em hàng HG các chị yêu nhá. Đẹp xịn luôn ạ. Con đá này là đá ép nhiệt cho em ạ. Đá ép nhiệt này các chị này. Đẹp quá các chị ơi. Cái mẫu này cho em ạ. Thực sự luôn ạ. Nhưng mà mỗi tuổi có ít nhá. Chị đào nhanh tay mình có đơn ạ. Em các chị ngày hôm nay ạ. Em bảo rồi thị trường bán bao nhiêu em không cần biết. Em chỉ biết là giá này em vượt được các chị được giá đẹp. Em tặng luôn 159.000 đồng cho bác nào nhanh tay. Được chưa ạ? 159.000 đồng các chị yêu nào nhanh tay cho em ạ. Mã này các chị có phải là V1 và kèm số điện thoại ạ. Ok chưa ạ? V1 và kèm số điện thoại cho em. Đẹp nhức nách luôn các chị nhìn mã hàng này. Size L nhé. Mã này em có ML 2 size chị ơi. ML 2 size ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Gọi cho số chốt đơn máy bận liên tục. Tại vì các bạn chốt đơn thì máy phải bận thôi chị. Chị cứ gọi liên tục của em một các chị nhắn tin mà là gọi điện lại cho chị thì lúc nào các bạn đi chốt xong thì các bạn sẽ gọi lại. Đấy các chị gọi không được các chị cho em xin một cái tin nhắn là em ơi chị gọi chốt đơn, gọi chị chốt đơn. Thì các bạn ấy nghe máy xong ấy, hết bận thì các chị các bạn sẽ gọi lại luôn chị ạ. Áo hơi dê mặc có chị ơi. Đá 56 ok chị Anh Nguyễn này. Áo em mặc là mã V1 chị nhá. V1 cộng số điện thoại cho em các chị có đơn hàng. Chị Liên Phương có ạ. Rồi, mã này em chỉ còn ML thôi chị ạ, ML 2 size. Các chị ơi nó là áo nhung cộc tay. Chất nhung đẹp các chị này, chất nhung đẹp cho em ạ. V1 và kèm số điện thoại cho em các chị lên đơn hàng nhá. Gửi nhầm địa chỉ á. Đấy, mệt ghê các chị nhỉ. Mã này các chị từ khoảng là 42-43 cân đến tầm 62-63 cân đổ về em chốt đơn nhá. V1 và kèm số điện thoại em còn là hai size là size M với size L, còn một màu rêu các chị này. Màu ánh rêu cho em với ạ. Màu ánh rêu, vết tay ngắn nữa. Còn vết tay ngắn nữa không em ạ. Còn lẻ size còn vài cái thôi chị ạ. Còn lẻ size vài cái ạ. Chị Quất Liệu có ạ. Chị Hiền Phạm có ạ, chị Linh Nguyễn có này. ML ấy các chị yêu nhá, các chị chọn chọn size vừa giúp em mã này ạ. Chọn size vừa giúp em ấy, không có đen chị ơi, em chỉ còn một màu này thôi ạ. V, chữ V cho em với ạ. V1 kèm số điện thoại ạ. Mã V1 chị ơi. Còn khoác len K7 màu nâu chốt cho mình với. Huyền ơi, cái mã K7 là mã nào đấy? K7 á, K7 là mã khoác len. Đâu mã nào? Khoác len mã nào? À, K7 không phải đâu. Đấy là K6 rồi là A K7. Không, khách đang hỏi còn mã K7 không ấy. K7 hôm kia rồi. K7 là mã nào nhỉ? Không. Hình như nó vẫn đang chốt đơn kìa. Không. Mấy đứa nó đang vẫn đang chốt ở đây. Alo ạ.
Rồi em qua mẫu luôn nhá. Đợi em tí để em xem mẫu K7 là cái gì, tại vì em không nhớ được ý. Cho chị size L, chị Trịnh 7, Trịnh 7 comment em là mã hàng đi chị. Mã hàng với số điện thoại giúp em với. Mã hàng với số điện thoại giúp em với nhá. Mã này các chị lên là V2, đó là áo này cũng là hàng HD tay dài. K7 là mã nào? Ủa, con này thì gọi là các chị nhìn màu, mình nhanh tay mình có đơn mã này cho em ạ. Chị nào mình nhanh tay mình có đơn mã này cho em. Chị ơi, chị đứng ở em ở trên này thì kiểm tra luôn size của em phan. Mã này lên V2 đi. Mã này cho em là V2 và kèm số điện thoại ạ. V2 em đang có nâu với màu trắng ạ chị nhá, hai màu nâu trắng ạ. Con này của nó là cộc tay. HD cộc tay cho em ạ. V2 kèm số điện thoại ạ. Đấy, V2 và kèm số điện thoại cho em các chị lên đơn. Hiện tại em đang còn size S các chị nhá, còn size S các chị tầm khoảng 55 56 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. 55 56 cân đổ với em chốt đơn. Em đang còn nâu của size S này. Trắng của size M. Đấy, nâu S trắng M. Em tặng các chị mức giá ngày hôm nay ạ. 169.000 đồng. Các chị đang mua rẻ nhất thị trường đang là 250 với 208. Rẻ nhất thị trường đang là 250 với 208. Em tặng các chị luôn 169.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng cho em ạ. Đúng rồi, V1 là áo nhung, V2 của nó là cốt tông. Đấy, V2 của nó sẽ là cốt tông ạ. Màu nơi chỉ còn size S thôi nhá. S các chị tầm khoảng 55, 56 cân đồ về em lên đơn. Size M của màu trắng các chị từ khoảng là 60, 62 cân đồ về ạ. Đấy, size M của màu trắng các chị tầm 60, 62 cân đồ về chốt đơn hàng ạ. Mãi là V2 và kèm số điện thoại ạ. Bùi Viết Ngọc em cảm ơn ạ. Chị Trần Doanh à, K7 áo len khoác mũ Huyền ơi. K7 là áo len khoác có mũ ấy. Đâu mang đây chị xem nào. Chị đang hỏi khoác K7 mã nào em chẳng nhớ luôn. Đấy em tí để em kiểm tra luôn á. Đấy á. Chính xác chưa? Thế thì tí em lên mấy cái mẫu len có mũ để chị xem mẫu nào ưng thì chị chốt lại nhá. Đây chị này, mẫu em đang còn trắng. Mã này là V2 ạ, V2 màu trắng này các chị này. Trắng em chỉ còn 2-3 chiếc size M thôi. Trắng còn 2-3 chiếc size M, hàng của nó hàng hiệu các chị luôn. Em tặng các chị luôn ạ, 169.000 đồng ngày hôm nay ạ. 169.000 đồng, G13 em hết hàng. Chị ơi, vừa về hôm qua nhưng hôm nay hết luôn rồi. Mã này là V2 ạ. V2 kèm số điện thoại cho em nhá. V2 đẹp lắm luôn các chị ơi, dáng vừa cho em này. Thì chạm dáng vừa cho em, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại các chị chốt đơn ạ. V2 đẹp xịn luôn, 169.000 đồng. Các chị hôm qua em vừa like mã này chị bảo là em ơi chị vừa mua 250, đúng không ạ? Chị vừa mua 250, ngày hôm nay tặng các chị 169.000 đồng một áo. 169.000 đồng ạ. Tiếp theo mã này em còn SML. Được chưa ạ? Mã này em sẽ có là size S, size M với size L. Các chị lên món này cho em ạ. Có đâu bộ mua 3 bộ nhà chị này đẹp, mua 3 bộ rồi vẫn muốn mua thêm, em cảm ơn chị luôn ạ. Chị mua ngoài 260 à? Thế thì hôm nay mua thêm với chị Coco ơi. Em không biết là các chị mua bên ngoài bao nhiêu tiền, nhưng mà hôm qua em like có chị bảo là chị mua bên ngoài 250. Đấy hôm nay lại bảo có chị đã mua 260.000. Em tặng các chị 169.000 đồng các chị nhá. 169.000 đồng một áo. Lên mã hàng mà kèm số điện thoại. Tiếp theo em lên mẫu này cho các chị luôn này. Toàn bộ các chị ơi, hàng cao cấp cho các chị luôn. Đấy chị ạ, toàn bộ hàng cao cấp luôn ạ. Chị nào đã mua bên ngoài các chị biết giá thị trường rồi đúng không ạ? Em có 3 size là SML ạ. 3 size SML, màu này là của nó là màu be các chị nhá. Đấy chị ạ, màu kiểu màu da da ấy, màu da cho em ạ. Lên đơn mã này cho em là V3 đúng không? V3. Ui con này các chị ơi, hết trong vòng nốt nhạc luôn ạ. Chất nó đẹp kinh khủng luôn các chị này. Chất đẹp lắm luôn các chị nhá. Mã này các chị comment là V3 và kèm số điện thoại ạ. Em có 3 size SML, các chị từ khoảng là 45 cân ạ, 44 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. 44 45 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Lên chuẩn mã hàng cho là V3. Em cũng tặng các chị luôn 169.000 đồng. Để cho các chị em mua ngoài rẻ cũng phải 250 26. Em kỷ niệm các chị mã này ạ, 169.000 ạ. Ok chị ạ, 169.000 đồng ạ. Hôm nay chị nào chưa chốt được mã này, hôm nay nhanh tay mẫu này vừa về thêm. Mẫu này vừa về thêm. Đấy mã là V3 cho em nhá. V3 cộng số điện thoại. Mỗi chị yêu ơi cho em xin lượt chia sẻ với. Thực sự luôn bạn, hôm nay nó rất là kém.
Đấy, mạng hôm nay rất là kém luôn ý. Nhiều chị không nhận được thông báo thì mỗi chị cho em xin được chia sẻ lên cái trang cá nhân của mình cho em với nhá. Về ba, chị Hiền Anh à, Paka ngắn đi á. Rồi ạ, đợi em một tí em lên Paka luôn. Mã này các chị comment hộ em là V3 cộng số điện thoại ạ. Paka để em tí em lên luôn nhá. Paka ngắn là cái mã mà chất lượng đúng không? Chất lượng hôm nay em về thêm đấy. Chất lượng về thêm bộ B47 chị ơi, chị ơi, chị ơi. B47 thì em còn tí tẹo teo thôi. Tí em lên nhá. Lên còn áo len pha lê không em còn à, gọi mãi không thấy chốt. Sao lại gọi mãi không thấy chốt, chờ không thấy chốt là như nào. Rồi V3 mẫu này cho em ạ, SML 3 size. SML 3 size ạ. Các chị nhìn nàng này, đẹp với chất lượng luôn các chị ơi. Những cái mã này các chị rất là dễ mặc luôn. Để chạm rất là dễ mặc luôn ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Đẹp lắm, cái form dáng này dễ mặc ạ. Chị Nguyễn Huyền có ạ, chị Hiền Phạm có đơn hàng ạ. Rồi lên mã chất lượng cho các chị luôn nhá. Mã này hôm nay em về luôn ạ. Em đóng cửa, ngày hôm em đóng cửa. Nhưng mà khách lẻ đến gọi là nhiều dã man luôn. Tại vì là các chị nhìn trên livestream các chị biết chất rồi. Đấy chứ ạ, các chị biết mẫu rồi. Các chị đến, các chị bảo em ơi mở cửa cho chị lấy hàng với. Em về luôn ngày hôm nay kể cả khách lẻ lẫn khách live em bị bão mã này luôn. Đấy chứ ạ, em bị bão mã này luôn các chị nhìn hàng này. Lên đơn hàng cho em là gì ạ? Chất lượng và kèm số điện thoại ạ. Đấy chứ ạ, chất lượng và cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ. Thực sự luôn ạ, mã này phải gọi là đúng theo cái tên gọi của nó các chị nhá. Phải đúng theo cái tên gọi của nó luôn ạ. Em có sao các chị từ 40-60 cân. Đấy chứ ạ, từ 40 cân đến 60 cân lên đơn hàng ạ. Chất lượng và cộng số điện thoại cho em. Em ơi đẹp nhức nách luôn các chị này. Đấy, các chị nhá, 40 cân đến 60 cân lên đơn hàng. Em đang có màu này là màu nâu đậm các chị ơi. Màu nâu cho em ạ. Nâu này là em gọi là nâu đậm các chị nhá. Nâu đậm này. Tông màu thứ hai nó sẽ là tông màu gì ạ? Màu B. Tông màu thứ hai là tông màu B ạ. Các chị comment đây là chất lượng cộng số điện thoại. Đấy. Chất lượng cho em ạ, tông màu đen ạ. Chất lượng cho em tông màu đen này. Chất lượng cho em ạ, tông màu hồng này. Được chưa ạ? Chất lượng màu hồng các chị này. Và chất lượng cho em ạ, tông màu trắng. Cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Em xin phép là các chị ơi, mã này của nó là hàng cao cấp các chị nhá. Của nó là hàng ca kính ướt cơ. Để chạm chất ca kính ướt chứ không phải chất thô. Các chị ạ, chất ca kính ướt cho em sờ nó mềm. Bên trong toàn bộ hàng lót lông cho các chị luôn ạ. Toàn bộ lót lông. Các chị nhìn cho em ạ, từ cái mũ của nó luôn này. Em tặng các chị 399.000 đồng ngày hôm nay. Được chưa ạ, 399.000 đồng các chị ơi. Lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại ạ. Gộp đơn cùng V3 và A6 à. Các chị nhanh tay cho em mẫu này nhá. Tại vì là mã này em về được tí nào hết thì đấy. Đấy chứ ạ, cứ về tí nào hết thì đấy luôn ạ. Lên mã hàng cho em mà kèm số điện thoại. Chị ơi lắp cho em một con Huyền ơi, lắp chị một con màu nâu lông mũ màu đậm hơn tí đi. Tại vì là nó về nó sẽ có cả nâu đậm với cái lông mũ nâu đậm với nâu nhạt ấy. Nó sẽ có cả nâu đậm nâu nhạt. Không các chị lại bảo là mình gửi sai cái màu lông của nó. Đây, lắp luôn không phải. Huyền ơi, Huyền lấy hộ chị cái, chị Hoa có biết đâu. Cái người biết thì không làm. Đẹp nhở. Nên là Loan vừa tư vấn nhiệt tình lại còn hài nữa. Thực ra là những chị ở trong miền Nam ấy, hoặc là kiểu giọng miền Trung thì bọn em hơi khó nghe một chút. Tại vì là bọn em không quen ấy. Thì các chị cũng thông cảm nhá. Nhân viên mới thì các bạn còn bỡ ngỡ ấy. Các bạn ấy chưa nghe được tiếng của miền Trung với miền Nam. Đấy, các chị thêu thông cảm. Nếu mà địa chỉ nào mà cảm thấy khó thì các chị nhắn cho em xin một cái tin nhắn của địa chỉ cho nó rõ. Nhiều khi là bị sai một tí thôi là đã là sai địa chỉ rồi ấy. Đấy. Mã này là mã chất lượng cho em này. Chất lượng cộng số điện thoại. Em đang mặc màu này, màu nâu đậm các chị này. Em lên các chị thử cái tông màu be các chị nhá. Nâu đậm này, màu be này. Màu hồng, màu trắng, màu đen ạ. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Đây, màu be các chị này. Chất lượng cho em ạ, tông màu be. Quá đã đời luôn, những cái dáng này ai cũng mặc được. Đấy chứ ạ, túi của nó sẽ là túi chéo cho các chị luôn ạ. Túi của nó sẽ là túi chéo ạ. 399.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đây các chị này, em cho các chị xem màu nâu nhá. Màu nâu nó sẽ có thể là hai cái kiểu lông mũ. Đấy chứ ạ, nó sẽ để hai cái kiểu lông mũ như này. Các chị lưu ý cho em ạ, nó sẽ có hai cái kiểu lông. Tại vì nó về được hai đợt. Một đợt là màu lông của nó sẽ là nhạt hơn một tí. Còn một đợt sau của nó sẽ là lông của nó đậm hơn như này.
Đấy chị ạ, nó sẽ có hai kiểu như này luôn các chị nhá. Mã này các chị có phải là màu à? Màu này em gọi là màu nâu đậm. Đấy chị ạ, cái lông mũ của nó sẽ là như thế này ạ. Đấy các chị ơi, nó sẽ có là hai đợt cho em ạ. Tắc ca dài tí em lên xong ạ, 65 cân mã này không vừa ạ. Đấy màu này là màu be các chị này. Màu này của nó sẽ là tông màu be ạ. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Biển Bắc còn chưa nghe rõ. Ôi. Đây tông màu be cho em này, các chị lên đơn hàng cho em ạ. Mã gì ạ? Chất lượng ạ. 42 cân có vừa chị ơi. 40 cân đến 60 cân nhà em có size vừa ạ. Từ 40 cân đến 60 cân nhà em có size vừa, các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Chất lượng màu đen, chị Trần Thị chưa cho em xin số điện thoại với 43 cân vừa. Các chị ơi em bảo rồi, trên 40 cân là các chị mặc được. Tại vì form này là form vừa cho em. Trên 40 cân là được rồi, chị đừng hỏi em 43 cân mặc vừa không. Thực sự luôn ấy, có chị thì em ơi 42 cân vừa không, em ơi 44 cân vừa không. Em báo rồi ạ, trên 40 cân các chị yêu nhá. Trên 40 cân đến tầm khoảng là 60 cân đổ về. 1m53, 57 cân ạ, chị mặc hơi chật chị ơi. Chị mặc hơi chật đấy. Rồi hết đất rồi này. Được, gió 56XL rộng quá, gửi là em đổi size L cho. Chất lượng màu be ok chị luôn ạ. Đây chị ơi, đằng sau đây. Đằng sau của nó sẽ là bo gấu như này. Đấy, bo gấu như này các chị rất, mặc rất là dễ luôn ạ. Các chị không nhanh được cũng không còn. Vì hàng này bây giờ là không có ra hàng nữa. Bây giờ không có ra hàng, bây giờ còn ít thôi. Ngày hôm nay em về được đúng một chuyến nữa các chị ạ. Ngày hôm nay em loan về được đúng một chuyến nữa. Ngày hôm qua về là coi như bay trong vòng buổi sáng ngày hôm nay. Đấy, hết hàng ạ. Phải đợi chiều hôm nay mới về bù được thêm à. Hôm nay các chị đặt hàng tối hôm nay thì có thể là ngày mai nhé em chốt đơn. Các chị nhanh tay, những chị mà chốt sau ấy, chốt sau chốt muộn một tí là hết. Các chị ạ, chốt sau chốt muộn là hết à. Các chị ơi màu be cho em này. Chất lượng cho em ạ, tông màu be và cộng số điện thoại ạ. Hôm nay chị được áo đẹp ưng lắm em à, cảm ơn chị Bảy Trần. Địa chỉ của chị toàn bị sai kìa, may mà số điện thoại đúng nên vẫn giao được hàng đấy chị ơi. Cho nên là em bảo rồi, những địa chỉ nào mà nó khó ấy, thì các chị vui lòng nhắn cho em xin một cái tin nhá. Thì thế cho nó dễ cho nhân viên của em với. Quần em mặc có loại dài không? Em không chị ơi. Đây màu hồng này, chị đào chút có mày là chất lượng cho em màu hồng ạ. Chất lượng màu hồng mà cực số điện thoại cho em. 399.000 ạ. 399.000 đồng, hàng này hàng Quảng Châu các chị ạ. Bộ này hàng Quảng Châu cho em ạ. Chất lượng cho em màu hồng và kèm số điện thoại cho em, các chị mình lên đơn nhá. Xịn sò luôn ạ. Đấy, xịn sò luôn, các chị nhìn cho em màu hồng này. Màu hồng này, màu trắng, màu đen. Các chị chọn màu, chọn size vừa. Em có hai size là size M với size L. À quên, LXL 2 size nhá. LXL 2 size ạ. Đây các chị này, nhìn chất cho em này. Chất nó mềm lắm, chất kaki ướt nó mềm. Không có size M đâu chị ơi, nó có hai size là LXL. Size L là size nhỏ chị nhá, size L là size nhỏ đấy. Nó không đánh là SML đâu, nó đánh là LXL. Chị Thu Phương Trần ok, chốt chất lượng màu đen này. Chị đào chốt màu hồng, các chị lên đơn hàng nhá. Chị đào chốt màu trắng, các chị comment. Chất lượng cho em màu trắng và cộng số điện thoại ạ. Rồi trần hàng rồi ok, em chốt đơn ạ. Màu be, màu đen, màu hồng, màu trắng. Be đen, hồng trắng ạ. Em mặc size gì? Em mặc size L chị này. Em mặc size L. Đây ạ, các chị này, em đang mặc size L các chị nhá. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ dòng tem 2 cho em. Toàn bộ dòng tem 2 như này, các chị comment ạ. Chuẩn mã hàng là có đơn thôi ạ. Chuẩn mã hàng là có đơn ạ. Màu nâu nó sẽ có hai kiểu mũ như này các chị này. Màu nâu nó sẽ có hai kiểu mũ, chị nào được cái kiểu nào các chị lấy kiểu đấy cho em ạ. Được kiểu nào lấy kiểu đấy, tại vì cái này nó gửi từ bên Trung Quốc về. Từ bên Trung Quốc cho nên là nó sẽ có là kèm theo cái túi bên trong của nó ấy. Kèm theo cái túi trong cho em. Lên mã hàng và cộng số điện thoại ạ. Ok chị ạ, lên mã hàng và cộng số điện thoại cho em, các chị chốt đơn ạ. Đó, bao tiền ạ? 399.000 đúng không ạ? 399.000 đồng ạ. Đơn hôm qua chốt xong chưa? Chưa chốt xong đơn hôm qua đâu chị ơi. Nhà em vẫn đang chốt đơn của hôm qua nữa. Màu hồng sẽ XL, chị ơi comment của em là mã chất lượng ấy chị nhá. Túi không có khóa chị ơi. Nhưng mà túi nó sâu lắm. Túi nó sâu lắm mà nó ấm như này các chị ạ, răng ngắn, bo gấu ai cũng mặc được. Rồi em qua mẫu luôn nhá. Chất lượng ạ, cộng số điện thoại cho em mình lên đơn hàng ạ. Em ơi thực sự luôn, nó đúng cái tên gọi. Hôm nay chị nào đến cửa hàng em cũng phải thích cái mã này. Chị nào đến cửa hàng cũng phải có, phải mua. Tại vì nó đẹp quá, nhìn trên đây đẹp rồi ạ. Cái màu bên ngoài nó còn đẹp hơn cơ. Cái màu bên ngoài còn đẹp hơn các chị nhá. Chất lượng cho em ạ, kèm theo màu số điện thoại các chị lên đơn. Đấy, chất lượng kèm màu và kèm số điện thoại cho các chị lên đơn hàng ạ. Em qua mẫu các chị yêu nhá. Chị chất lượng màu nâu à, phao da nâu rồi ok. Chị Ngô Thu này, chị Nguyễn Hương ok, chốt chất lượng màu nâu này. Mã hàng kèm số điện thoại cho em với ạ. Đẹp quá các chị ơi, 399, 64 cân không vừa. 64 cân em không chốt được vừa chị ạ. Tại vì em chốt đơn các chị tập dưới 60 cân thôi. Nào treo lại mẫu này cho em. Rồi em qua mẫu các chị nhá. Em qua mẫu này. Dáng nó vừa vừa như này, rất là dễ mặc luôn ạ. Bạn nào bảo 43 cân không vừa chị Bảy Trần? Bạn nào bảo 43 cân không vừa?
Chị Hoa bao nhiêu cân? 43 cân. Chị cao mét bao nhiêu? 1m5. Chị ra chị thử luôn cho em con này phát. Đây ạ. Chị đang 43 cân, chị cao mét bao nhiêu? 1m5 mấy nhỉ, quên rồi. Chị 1m5 mấy? 1m54. Đây 43 cân, 1m54 em cho chị này thử luôn nhá. 1m53. 43 cân, 1m53 đây. 54. Đây ạ, 43 cân, 1m53 đây. Vừa luôn. Dạo này có khi không được 43 cân đấy. Chị dạo này chị không được 43 cân cơ. Đâu mà em chốt cho các chị trên 40, trên 40 cân. Các chị comment là chất lượng và kèm số điện thoại nhá. Đây là chị phụ like nhà em đang là 43 cân, cao 1m53. Chị mặc vừa. Em mở rồi chốt cho các chị trên 40 cân. Tại vì dáng của nó là dáng bo gấu. Đấy, nó phải có một cái độ rộng rộng một tí. Chứ trên 60 cân em có dám chốt đâu. Thoải mái cho em chị ơi. Phải rộng một tí chứ bây giờ ai không mà ai mặc bo gấu mà nó ôm sát vào người. Đến lúc mình còn mặc thêm một cái áo len bên trong nữa. Đấy. Đến lúc mình còn mặc thêm cái áo len bên trong nữa cho em. Mã này các chị comment là áo này là V3 đúng không? V3. V3 kèm số điện thoại ạ. Em lấy các chị áo len đi. Áo bên trong là em cũng biết là chất gì chị ạ. Nó là kiểu dòng áo giữ nhiệt cho em với. Do nó chữ nhiệt, giữ nhiệt ạ. 43 cân mét 49 mặc được mà chị. 43 cân rồi. Trời ơi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ mặc hơi rộng nha chị nhá. Mặc rộng hơn em. Mặc như chị phụ lai nhà em ấy kìa. Mặc như tầm chị phụ lai nhà em ấy. Đấy, để em cho chị mặc thử luôn. Chị cũng đang 43 cân, cao 1m53. Nếu mà chị 43 cân, 1m49 thì chị cũng mặc được nhưng mà hơi rộng. Đấy, mình phải áng áng, mình phải gọi là như em ấy, em 53 cân, em cao 1m58 thì em mặc vừa ôm. Đấy. Mặc vừa ôm, chứ còn là nếu mà chị ít cân hơn em thì chị mặc hơi rộng. Là cứ tưởng tượng như thế cho em, cứ nghĩ như thế. Là kiểu gì mình mặc rộng hơn cái đứa live stream ấy, như em ấy này. Rồi cho em xin một mã áo khoác len đi. Khoác len mà cái mã hôm qua bị hết hàng ấy, hôm nay về bù ấy. Không, cái mã cô ngôi sao ấy. Ngôi sao hôm qua chị hỏi nhiều lắm. Hôm nay mã khoác len em phải về bù gấp. Tại hôm qua các chị đào mà nhân viên em nó không biết ấy. Nó báo là hết hàng rồi ấy. Hôm nay các chị vui lòng đặt lại hàng của em rồi ấy. Khổ thân em quá, em về được một ít trước. Thì nhân viên nó không biết, nó lại bảo là hết hàng rồi. Đây các chị là mã này này. K13. Khoác len các chị nhá. Mã này comment của em là K13 này. Đây các chị nhớ cái mã này không ạ? Em hết hàng. Em có nghĩa là em về được trước một ít. Xe hàng trả cho em một chuyến trước. Vì chuyến trước nó ít hơn chuyến sau. Đây chuyến này về được nhiều các chị này. Chuyến này về được nhiều. Thì nhân viên nhà em nó không biết, nó báo khách hàng là chị ơi nhà em hết hàng rồi. Đấy, nó có biết đâu, nó có hỏi em đâu. Hôm nay nó vừa về thêm các chị này. Vừa về thêm. Xin phép các chị mã này em lên luôn nhá các chị nhá. Mã này em lên luôn ạ. Áo phông có cổ đợi chị tí thì em. Thời tiết nó còn đang rét thế này, mình cứ bình tĩnh cho em áo phông hè nhá. Cứ bình tĩnh cho em với. Thì em lên. Em bảo rồi cái mã này, em bảo các chị đang ngoại trường, các chị đang mua hơn 600.000. Các chị đang mua hơn 600.000. Em tặng các chị luôn ngày hôm nay ạ. 399.000 đồng một áo, không phải suy nghĩ tí nào luôn ạ. Em về được đúng một lần nữa là hết hàng. Đúng một lần này nữa là hết hàng gọn mẫu các chị luôn nhá. Đấy là sau là hết luôn, không có hàng về bù nữa các chị này. Các chị nhìn lại chuẩn mã hàng cho em là K13 đúng không? K13 và cách số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Xịn lắm luôn các chị ơi, K13 cho em màu nâu này. Màu nâu, màu be, màu vàng, màu đỏ. Đấy chứ ạ, nâu, be, vàng, đỏ, đen. Tất cả em đã có 5 màu các chị yêu luôn. Các đừng comment là khoác len có mũ. Các chị comment của em là K13 và cộng số điện thoại ạ. K13 và cộng số điện thoại cho em 350.000. Em chốt đơn các chị tầm khoảng 62-63 cân đổ về các chị yêu nhá. 40 cân đến 62-63 cân đổ về em chốt đơn 350 ạ. Em hứa luôn ngoại trưởng các chị vẫn đang mua hơn 600. Đợt đầu tiên thì em bán là 550. 520, 550 em không nhớ. Em nhớ em bán là tầm khoảng hơn 500. Thị trường em bán các chị phải hơn 600.000. Đấy, 650-700.000 một cái. Ngày hôm nay tặng các chị luôn ạ, 350.000 đồng. Hôm trước chị nào chưa chốt được mã này mà nhân viên nhà em báo hết hàng, hôm nay đặt lại ốp em với. K14 em không nhớ, tí em lên sau chị ơi. Mã này là các chị comment của em là K13. HG dài còn, chị rút xi kim tí em lên sau nhá. K13, chị Dương Thị Thanh Thủy này. Màu đen cho em ạ, màu be này. Màu vàng ấy chị này. Và màu đỏ. Đấy, tất cả em có 5 tông màu các chị gái nhá. 5 tông màu cho em ạ, về được số lượng các chị thoải mái chốt đơn. Các chị mình thoải mái chốt mã này cho em ạ. Em bao giá các chị luôn 350. Các chị nhìn hàng này. Chất len nó cầm nó nặng tay luôn các chị ơi. Khoác len này mặc cười ếm luôn. Áo len này mặc nó là len S chị ạ. Thoải mái cho em. Chị nào đã mặc trong những dòng khoác len này các chị biết chất lượng rồi ạ. Thực sự luôn các chị nhìn hàng này.
Đây nhá, mã này là mã K13. K13 và cộng số điện thoại cho em với ạ. K13 cộng số điện thoại cho em màu đỏ này. Màu em mặc là màu nâu. Màu em đang mặc là màu nâu. Màu thứ 3 sẽ là tông màu vàng ạ. Màu thứ 3 tông màu vàng ạ. Còn áo đá không em còn chị ơi. Cảm ơn shop em Hoàng Loan. Có lẽ hôm qua nhận hàng mà giữa chị và shop có nhầm lẫn tiền. Là sao? Có nhầm lẫn tiền cái gì sao, như nào chị? Sao lại cảm ơn em là sao? Nhầm lẫn là giải quyết là như nào? Em không biết, tại vì là cái đấy là bạn nhân viên giải quyết, đơn đổi bạn giải quyết thôi chứ em không biết gì cả. Áo trắng cổ lộ em đang mặc là mẫu hoa V mấy? V3. Áo trắng em mặc bên trong là V3 của là một kiểu màu bê không phải trắng tinh nha chị nhá. Mãi là K13. K13 và kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn các chị này. Nhìn trên một con khoác len ép ạ, à, đây màu vàng cho em nhé, màu vàng bên ngoài là vàng đậm nhé, màu vàng bên ngoài là vàng đậm này. Chờ ngoài mẫu 573, 573 là mẫu nào nhỉ? 573 là mẫu nào? Rồi em không nhớ. Chị Quyết chiến thắng đặt mẫu nào chị nhỉ? Rồi ôi tốn tiền với shop Loan quá. Chị ơi giá này bây giờ các chị được mua rẻ hơn bằng nửa thị trường rồi. Có áo chữ C không, áo khoác len, áo len khoác chữ C em còn nhưng mà nó chỉ còn màu be với lại màu nâu thôi. Mã này các chị comment là K13, em sẽ lên từng mẫu một chị nhá. Lên từng mẫu một, hàng em sẽ về cho các chị được số lượng. Đấy, K13 trên màu vàng này. Chị Nguyễn Thu có, chị Hồng Ngô chốt đơn ạ. K13 trên màu đen. K13 màu đen ạ, nếu các chị nhận hàng nhá, không phải hàng loại 1 em cho các chị trả lại em. Đúng như cái dòng này ngoại chứa là mà các chị tầm khoảng 680-700 nghìn. Được chưa ạ, 680-700 nghìn. Em tặng các chị ngày hôm nay ạ 300 ạ, 50 nghìn đồng ạ. Nhìn hộ em xem K7 là mã nào với. Quyền ơi, K7 thì mình là mẫu nào? Đây các chị này. Đã đợi ư, K7 là khoác len nhưng các chị đang hỏi. Đây, K7 đây. Còn chị ơi, K13 350 chị ạ. 350 một áo. 350 một áo ạ. K7, K8 là mẫu nào mà các chị hỏi K7, K8 nhiều đấy. K8 là một chữ C. K8 là chữ C đúng không? Rồi tí em lên. Đặt 2 hôm rồi, chị nhớ mã hàng không? Chị Quyết Chiến Thắng ơi. Chị Nguyễn Huy ok em chốt đơn hàng ạ. Chị Khanh Trần comment mã K13 là 350 chị nhá. 350 các chị ơi, nhìn cho em màu đen này. Khoác lên toàn bộ mặt lên ép cho em. Để chạm toàn bộ của nó là hàng hãng. Các chị nhắc khoác lên của hãng luôn ạ. Lên mã da lông lá thì chị là sao? Mã da lông lá là sao? Đen này các chị này. Ok chị ạ, màu đen cho các chị luôn ạ. K13 trên mặt tông màu đen của số điện thoại nhá. 350 ạ. Đấy, 5 màu cho các chị luôn. Các chị chọn màu, có đây có túi, có mũ ạ. Vừa có túi lại vừa có mũ luôn. Đấy, lên đơn mã hàng và cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ. Đẹp cho các chị luôn, các chị nhìn trên mặt tông màu đen này. Chuẩn xịn luôn, hàng loại 1 luôn các chị gái nhá. Không phải hàng loại 1 các chị trả lại em. Chị Nguyễn Uy có ạ, Thuận Bùi ạ, Nguyễn Thị Chính ạ. Và nhận hàng các chị nhớ ạ, cho em xin cái phản hồi nhá. Để chạy nhận hàng nhớ cho em xin một cái phản hồi, đây là màu be đấy ạ. Để chạm màu be cho em ạ. Màu be lãn tí hình ok. Nguyễn Thị Chính chốt đơn hàng ạ. K13 cách số điện thoại cho em ạ. 350.000 ạ. 350.000 đồng một áo. Giá ngày hôm em bán cho các chị là giá rẻ hơn của các chị nhập buôn rồi. Đấy, giá các chị nhập buôn tại Trung Quốc cũng chẳng có giá này. Các chị ạ, đi nhập buôn tại Trung Quốc cũng không có giá này luôn. Nếu mà về đến Việt Nam tính theo tiền cước các kiểu luôn ạ. Nếu mà các chị đi nhập hàng em đố các chị nhập được giá này luôn. Giá này là giá em ôm từ trước rồi. Đấy, với lại em ôm được sale các chị nhá. Chị Nguyễn Huyền có K13, Đặng Hồng Liên có đơn hàng ạ. Đặt áo chiều nay nhà em vẫn đang gọi chốt đơn chị ạ. Nhà em vẫn đang tăng ca thêm. Chị Nai Nhung Trần ạ, K14 khoác len có mũ nhẹ à. Để tí em lên mới mã xem là mũ nào. Đấy nhá. Áo đẹp quá anh Loan ơi, cảm ơn chị Lâm Dự nhá. Tâm Trương Thị tôi ok, gió lẻ sai á. Em hết rồi. Em hết hàng rồi. Em màu đỏ cho em ạ, màu đỏ này các chị này. Quần em mặc hết rồi, mặc màu đỏ em xem với đây. Hoài Tu Nguyễn nhá, áo cộng em đang mặc là mã V3 đúng không chị Hoa? Rồi, áo cộng em mặc là V3 chị nhá. Áo cộng em đang mặc là V3. Đây ạ, còn áo khoác này là mã K13. Khoác là K13. K13 và kèm số điện thoại này. Khoác lên ép. Gió 58 là cái nào? Đỏ của nó bên ngoài của nó là đỏ cam, đỏ đậm ấy. Đấy, bên ngoài đỏ đậm cơ. Chị Nga Phạm có K13 này. Mình đặt K5 và K7 mà không thấy gọi chốt đơn á. K5 và K7 là mã nào?
Sao khách hàng hôm nay bảo nhiều người không được gọi chúc đâu đấy nhỉ? Chị Hiền Phạm có ạ. Chị Lan Bùi ok chúc cao 13 này. Áo len nó sẽ không có sai đâu. Từ áo len đến khoác len, nó kiểu là sẽ co giãn theo chiều cơ thể ấy. Các chị hiếm thấy là áo len nó có sai lắm nhá. Hiếm thấy áo len có sai, các chị nó sẽ co giãn ạ. Người các chị to đâu nó sẽ giãn lên đấy. Áo này em tặng các chị ngày hôm nay là 350 một áo. 350 một áo, em bao giá toàn thị trường luôn. Nếu đúng như hàng loại 1 như nhà em ấy, thị trường cao bán các chị mức giá là 650 700 nghìn một cái. Đấy, 650 700 nghìn ạ. Ngày hôm nay em ôm được sale em tặng các chị 350. Ok chưa ạ? 350 nghìn các chị chọn màu ạ, chọn màu thoải mái các chị nhá, chọn màu thoải mái cho em các chị ơi. Có túi có mũ cho em màu đen này. K13 cho em ạ, tông màu vàng ạ. K13 màu vàng này. K13 cho em ạ, tông màu nâu. Và K13 cho em ạ, tông màu be và kèm số điện thoại ạ. K13 một cộng số điện thoại cho em. Em qua mẫu với chị nhá. Rồi đôi chị Trần Thắm ạ, trưa nay chị cho em xin lại số điện thoại chị ơi. Cho em xin lại số điện thoại cái. Tiếp vào con đang nhung số lượng. Chị Trần Thị Bình rồi ok. Mình đặt mà không chốt đơn chị con cún à. Con cún. Sao lại không được có chốt đơn? Chị ơi chị lên cho em xin lại số điện thoại của chị nhá. Tại vì đơn hàng nhà em nhân viên vẫn đang có chốt đơn, có thể là chưa gọi đến chị thôi. Có thể là nó chưa gọi đến chị thôi. Ủa mã này em thấy hình như còn nguyễn xl m này. Mã này có MLX các chị nhá, MLXL. Tiếp theo các chị một con nhung đá cộc tay. Một con nhung đá cộc tay mới về. Mã này V3 bao tiền ạ? Không nghe nói á. V3 áo này là 169.000 chị ơi. Nhưng mà hết rồi, còn vài cái thôi, nó không còn nhiều. Mặc ấm dã man luôn, nhiệt cộc tay các chị này. Của nó là dòng giữ nhiệt cộc tay. Hàng của nó là hàng hãng HD cho các chị luôn. Ok chị ạ, hãng HD các chị lên đơn hàng ạ. Đặt áo này thích lắm, em cảm ơn chị nhá. Đây các chị này. Con này còn là áo nhung ánh rêu. Màu này em cứ gọi là màu rêu các chị ơi. Em gọi là màu rêu. Mã này các chị comment là em là V4 ạ. V4 ạ, lên số điện thoại cho em. Con áo nhung cộc tay ạ. Mã này lên trên là mã V4. MLXL3 size các chị 40 65 cân nhá. 40 cân đến 65 cân em lên đơn hàng ạ. V4 cộng số điện thoại ạ. Em tặng ngày hôm nay các chị 159.000 đồng. 159.000 đồng ạ, các chị lên đơn ạ. Hôm nay chị nhận được áo len khoác không còn gì để nói. Là sao hả chị? Không còn gì để nói có nghĩa là thứ nhất là nó xấu, thứ hai là nó đẹp. Thì em không biết là chị nói như thế là xấu hay là đẹp. Đấy. Không còn gì để nói. Ok không chị? Chất len ok không? Khoác len nhà em ý. Cho em xin cái feedback phải nè. V4 ạ, 159.000 đồng. Em có 3 size MLXL, hàng hãng HG. Em tặng các chị 159.000 đồng các chị yêu nhá. 159 ạ, để lại số điện thoại cho em là các chị có đơn. Chị Tâm Trương Thị ạ, chị Theo Phạm Thị chốt đơn ạ. Chị Dương Tuyết có đơn hàng ạ. Mã này các chị comment là LV4 nhá. Chị Gấu Trúc có ạ, ui dồi vì nó quá đẹp. Em giật thon thót luôn chị ạ. Đấy, không còn gì để nói là thứ nhất là nó xấu quá. Vì nó xấu quá không có gì để nói. Và thứ hai là vì nó đẹp quá không có gì để nói. Đấy. Nó có nhiều nghĩa lắm chị Nguyễn Linh ạ. Chị sao chị nói hộ em cái không, em đau tim lắm. Nói thẳng ra em cái không, em đau tim lắm. Chị Dung Đinh rồi ok chốt đơn lại. Chị Giang Lưu có V3 áo em mặc là V4 nhé chị nhá. V4 ạ, cộng số điện thoại em cao 1m57. Em cao 1m57, em nặng 53 cân. Em hoặc size M này. Vì cái này nó giãn. Thế chị ạ, nó co giãn. Nó là áo nhiệt nhung các chị nhá, áo nhung cộc tay. Áo trắng nãy luôn mặc là mã V3. Áo trắng lúc nãy em vừa cởi ra là V3, còn đây là V4. Mã này là V4 ạ. Em có MLXL3 size ạ, 159.000 đồng ạ. Thế thì cho em xin một mã khoác len nữa nhá. Lên các chị một mã khoác len nữa đi. K8. Đâu, K8 là mẫu nào? K8, đấy chữ C ở trong đấy. Chữ C là K8 à? Ừ. K8 có hai màu thôi, màu nâu. Đây, thế mẫu K8 đây. Em còn ít mẫu K8 này. Màu nâu ở bên kia. Đẹp mà rẻ đúng không chị, các chị có công nhận không? Tại vì em thấy ngoại trường người ta bán giá cao cực kỳ luôn. Ví dụ áo nhung như này, áo nhung người ta toàn bán các chị 260, 270, 280. Chỗ nào rẻ 250, em tặng các chị có 159.000 đồng là hàng em vượt được sale. Chứ nếu mà em hàng em vượt được không phải là giá sale ấy, thì em cũng bán các chị tầm khoảng 201, 202. Đấy, tầm khoảng 201, 202, 203. Lên áo dạ nhung đi á. Dạ nhung là cái nào nhỉ? Xem mà cười. Đấy, các chị lên mã này cho em ạ.
khoác lên có mũ nữa rồi, đợi em tí em lên mẫu này đã. Mẫu này có chị comment em là K8 nhá, khoác K8 á. K8 mà kèm số điện thoại, mẫu em mặc là màu be các chị này. Màu be với lại màu nâu, em về được hai màu thôi. Em về được hai màu như này ạ. Đấy, ví dụ áo này người ta bán các chị hơn 600. Đấy chạm đợt đầu tiên thì em bán các chị 520. Khi ngày hôm nay em cũng tặng các chị 350. Đấy, 350 ạ, về cho các chị khảo giá thị trường thoải mái luôn ạ. Nếu nhà em đoàn bán đắt hơn em cho các chị giả lại nhá. Nếu như nhà em bán đắt hơn em cho các chị giả lại. Áo nhung này chị mua sốc 270 đấy, có chị hôm qua bảo chị vừa mua 250, có chị hôm nay bảo chị mua 260, nhưng có chị hôm nay lại đang bảo là mua 270. Thế em bán cho các chị 159 thì đồng là quá rẻ đúng không chị? Là quá rẻ đúng không ạ? V4 chị ơi. Áo khoác áo bên trong là V4. Được chưa? Áo em mặc bên trong là V4. Đấy, áo khoác bên ngoài là K8. K8 em mặc màu be với lại tông màu nâu các chị nhá, hai màu ạ, khoác len ép. Khoác len ép cho các chị luôn ạ. 350 một áo. 350 một áo, được không ạ? Các chị yêu lên đơn hàng cho em là K8 cộng số điện thoại ạ. Áo nhung hết đen rồi chị ạ. Hết đen rồi. Đơn mai làm hai cái. Ừ, nâu cho em này, nâu bên ngoài đậm hơn trên lam một tí. Đấy, nâu bên ngoài của nó đậm hơn. Nó là màu kiểu nâu nâu sô-cô-la ấy. Màu nâu sô-cô-la ấy. Đẹp mà rẻ đúng không ạ? Em cảm ơn chị Yến Hưng. Mình nhận được áo len và áo khoác rất đẹp mà rẻ hơn chỗ khác rất nhiều ạ. Tại vì hàng em đặt số lượng. Thứ nhất là em đặt được số lượng này. Thứ hai em bán trên live stream là em bán cộng lãi suất rất là thấp. Cho nên là các chị bảo em ơi có miễn ship không, là em không bao giờ em miễn ship. Đấy, phí ship là nếu như chỗ nào bán giá cao ấy thì người ta mới miễn ship thôi. Chứ còn em bán cộng rẻ em được lại các chị ạ, 15-20 nghìn một sản phẩm thì em sẽ không bao giờ miễn ship. Đấy, người ta được lại các chị từ khoảng 50-100 nghìn một sản phẩm thì người ta sẽ miễn phí ship cho các chị thoải mái. Các chị mua hai sản phẩm thừa sức miễn ship 30 nghìn đúng không ạ? Nhưng mà em được lại các chị ạ, có mã hàng em được lại các chị 15 nghìn, có mã được em lại các chị 10 nghìn. Cái nào sản phẩm này em được lại cao nhất là 20 nghìn một cái. Nhưng em chạy số lượng thì các chị yên tâm luôn. Mã này chốt các chị dưới 65 cân nhé các chị nhá. K8 ạ, dưới 65 cân em chốt đơn hàng. Đấy chạy dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. V4 em chỉ có một màu thôi, hết rồi chị ạ. Cho em xin cái cốc nước này. Rồi chị công thân lấy màu be. Đấy, không thể nào mà cai nghiện được luôn. Mã này các chị này, em thề luôn ạ, cái chất len nó xuống. Đấy chạy cầm cái áo khoác len cho em ạ. Khoác len cổ lông em còn chị Coco ơi. Chị Trần Hồng ok chốt đơn ạ, đạt 86.bi ok chị Đỗ Ngân này. Mã này là mã K8 ấy chị yêu nhá, K8 màu nâu và K8 trên màu be, hai màu cho em như này ạ. 350. Đấy, 350 nghìn đồng các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Quần em mặc em hết mà chị. Trong em bán là 159 nghìn đồng chị yêu. Đoàn Thị Hồng Đào ok chốt đơn hàng ạ. 54 cần 1m60 có vừa em ơi. Thoải mái cho chị nha em ơi, Sĩ Lê nhá. Sĩ Lê thoải mái. Mã này là mã bao nhiêu em ơi? K14. Hả? K14. Cái làm sao được, vì hàng nhà em loan đẹp mê ly, em cảm ơn chị nhá. Áo nhung cộc 159.000 đồng, là mã hàng V4 chị ơi. Áo bên trong là V4 nhưng mà hết rồi. Em còn ít thôi chị ạ, em không có số lượng nhiều. Đấy, em không có số lượng nhiều, các chị này. Chất nhung của nó ấm. Em ơi chị hết tiền rồi, nhưng hàng đẹp rẻ không cưỡng lại được. Ship bảo cô có kiểm hàng không? Chị bảo nhà Loan không cần kiểm, ok. Chị đã mua quen rồi không cần kiểm. Tại vì là nếu mà có sai hàng ấy như thế nào ấy, hay là hàng lỗi các chị gửi lại đổi thoải mái cơ mà. Cần gì phải kiểm, mà chất lượng các nhà em các chị biết chất rồi đúng không ạ? Áo đang mặc là mã gì đây? Áo em mặc là V4. Rồi tiếp theo các chị này, tiếp theo các chị một con khoác len mũ nữa nhá. Tiếp theo các chị một mã khoác len mũ nữa. Rồi cho em còn nhà hát gì nữa không nhỉ? Hát gì á? Hát gì còn? Đấy, mà hay có. Hát còn còn đấy. Buồn nhỉ? Chỉ về đây cái mã này thì nó lại có người màu nâu. Mã này là V. À, ánh rêu này. Lại màu nâu 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 đấy em còn. Mã này còn nguyên màu nâu. Tiếp theo mã này là V5 màu nâu ạ. V5 trên màu nâu và kèm số điện thoại ạ. V5 màu nâu và kèm số điện thoại cho em. Ok, chạm V5 nâu cho em mẫu này ạ. Tách số điện thoại các chị chốt đơn hàng ạ. Mã này V5 nâu nhá. Em còn cũng có vài cái thôi. Em cũng tặng các chị một. Đây à? Hả? Ừ. Có cả màu này mà phải không? Còn đúng một cái. Xem em xem có size gì ạ.
Mã này là 159 này. Được chị ạ, 159 nghìn đồng áo. Các chị lên luôn mã này cho em. Nếu size M các chị tầm khoảng 50, dưới 50 cân thôi. Có phải XL. XL các chị tầm khoảng dưới 65 cân. Đấy, lẻ size các chị nhá. Lẻ size cho em ạ, còn nguyên một màu nâu, còn đúng một cái màu rêu. Mã này các chị có mày là V5 ạ. V5 ạ, 159 nghìn đồng. 159 cho em mã hàng V5 mà cộng số điện thoại ạ. 159 cho em mã này ạ. Ok chị ạ, 159 nghìn đồng. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em nhá. Mã em có là MLXL nhưng mà nó chỉ còn tầm 5-6 cái thôi. Tầm 5-6 cái em vừa được sale ạ. V5 ạ, lên số điện thoại cho em mình có đơn ạ. Mãi có không? Về lên cái hàng HG, HG dài tay đi. Còn không? Ừ, cho chị xin một cái mã nào HG dài tay đi. Đây chị xem nào. Đây năm em hết nhá các chị nhá. Hết hàng ạ. Xem mẫu chị con này xem là có bao nhiêu cái. Hết à, tay gì đây. Tiếp theo mã này cho em ạ. HG ạ, dài tay nhá các chị nhá. V5 em hết hàng ạ, còn có vài cái. Lên trên mã V6 này. HG, xem mẫu chị em xem còn size gì nào. Mã này V6 cho em ạ. Màu nâu với màu gì đấy. Nâu màu đen chị ơi. Nâu đen. Ừ, nâu đen với size còn SML các chị nhá. Mã này em sẽ có là size S, size M với size L ạ. SML 3 size. SML 3 size các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. Các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em mã này là V6. Đấy, V6 ạ, kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ, 40 cân đến 65 cân mã này em chốt nhá. 169 nghìn một áo ạ. Được chưa? HG cho em 169 nghìn đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại. Em thực sự các chị luôn những cái mã hàng HG mà cộc tay áo phông hề ấy, các chị đang mua ngoại trường cũng là phải trên 300 nghìn. Chưa nói gì đến hàng đông các chị nhá, hàng thu đông như này. Con áo dưới nhiệt là V6 như này ạ. Em tặng các chị 100 ạ. Thôi V5 hết rồi các chị đừng chốt V5 nữa, chị chốt sau là không có hàng đâu. Mã này là V6 đi ạ, lên mã V6 em đang có màu đen này. Màu đen với lại tông màu nâu. Đấy, V6 màu đen và V6 màu nâu nhá. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Em tặng các chị giá 169 nghìn đồng hàng dài tay. Để chạm 169 nghìn đồng hàng dài tay như này cho em ạ. 169 ạ, cộng số điện thoại SML 3 size. SML 3 size ạ. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Đấy, các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em. Con giữ nhiệt thì cổ 3 phân này mặc cực thích luôn. Đấy, mặc cực thích luôn ạ. Lên đơn ạ, chuẩn mã hàng, cộng số điện thoại ạ. Áo khoác lên này mã bao nhiêu chị ơi? Đấy, nghiện em rồi. À không xem nữa mà cứ đến giờ lại chờ ngóng. Đấy, chị yêu ơi, như thế là nghiện rồi đấy. Nghiện em. Như là nghiện em rồi đấy. Ủa, không nghiện em còn lâu mới được đẹp. Đây các chị này. Tiếp theo mã này cho em là mã bao nhiêu? K14 đúng không? Mã khoác len là K14 ạ. Khoác len lên trên là K14 mà kèm số điện thoại ạ. K14 ạ, lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Hôm nay các chị từ 40-60 cân. Đấy, từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Mẫu này hôm trước, hôm qua về là hết hàng đúng không? Đó, mẫu này hết hàng, hôm nay về bù thêm này. Mã này các chị có may là em là K14 các chị gái nhá. K14 và lên số điện thoại cho em đang có màu đen các chị này. K14 màu đen ạ. K14 cho em ạ, tông màu nâu này. K14 cho em ạ, tông màu đỏ ạ. K14 cho em màu be và K14 cho em màu vàng. Cộng số điện thoại cho em 350 một áo nhá. Để chạm ngày hôm nay cũng tặng các chị 350. Em bảo thôi các chị ơi, thị trường em bán, thị trường bán bao nhiêu em không cần biết luôn ấy. Em chỉ biết là em bán được khi được giá rẻ nhất ạ, tốt nhất giá thị trường luôn. Tốt nhất so với giá thị trường luôn ạ. Các ca em còn đặt K13 chả thấy gọi á, K13. Thế chị Nguyễn Luyến cho em xin lại số điện thoại đi chị ơi. Cho em xin lại số điện thoại, mỗi này là K14 này. K14 cộng số điện thoại cho em. Các chị ơi cho em một con khoác len ép ạ. Ngày hôm nay kỷ niệm các chị 350. 350 nghìn đồng các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. À, lên nào khoác len không mũ là mã lộc còn không em ơi? Mã lộc còn không? Ừ, mã lộc đây chị nào. Xịn đẹp luôn các chị này. Có 350 một áo. Đẹp nhức nách luôn đấy chị Oanh Oanh, đợi em tí nhá.
không mua tiếc đứt ruột luôn. Con này thì các chị ơi sờ chắc có sướng. Những cái hàng khoác len ép nhà em ấy thị trường bán một gấp đôi, thị trường đang là giá một gấp đôi luôn. Em tặng các chị là giá 350, tại vì hàng này em vẫn được giá sale đấy chứ ạ. Hàng em vẫn được giá sale, em hứa luôn các chị ạ. Giá này em là đợt trước em nhập vào giá cao, em nhập vào toàn hơn 500.000 rồi. Khoác len chữ C em lên rồi chị ơi, da xịn thì em lên sau nhá. Mã là K10, ok chị Bùi Lựu này, chị Mi Duyên Trần, ok em chốt đơn hàng ạ. Rồi em thử các chị xem màu luôn này, em thử màu nâu các chị nhá. Bùi Lựu có, Nguyễn Hiền có ạ, chị Hải Hồng có này. Đen cho em này, màu đen này, chất len ép cầm nặng tay đầm tay luôn, chứ không phải khoác len mà nhẹ phèo đâu các chị nhá. Hàng em sẽ không làm hàng loại 2 các chị yêu đâu, yên tâm luôn. K14 ạ, cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ các chị này. Chị Tuyên Trương cho em xin số điện thoại với. Đây màu nâu tây này, màu nâu tây cho em ạ. Cách số điện thoại ạ, 350.000 ạ. Áo len chị ơi em hỏi mã len vừa mặc là mã gì? Mã len vừa mặc là mã nào? Ôi em lên mấy mã bây giờ chị hỏi là em như này em không biết là chị muốn hỏi mã nào ấy. Đấy em lên mẫu này em đã đọc mã các chị rồi mà. Đây các chị nhá, mẫu này là K14, màu đen 60 cân 1m55 à. Chị Dung Thị Nguyễn rồi, ok chị luôn. Áo bên trong em mặc em có hai màu chị ơi, em có nâu với đen. Áo bên trong em có nâu với đen là mã V5 hay V6 nhỉ? V6 đúng không? Mã này là V6 này. Đấy, mã này là V6 cho em nhá. V6 cộng số điện thoại là áo nhiệt, được chưa? Áo giữ nhiệt ạ. Áo len không mũ là mã K8. Áo khoác len chữ C là mã K8. Khoác len chữ C là mã K8 chị nhá. Hoa Hướng Dương nhá. Chị Vân Cao Thị rồi, ok chúc K14 này. À, chị Hoàng Huệ có K14 này, chị Hằng Nga có K14 này. Màu vàng cho em cũng xinh, màu vàng ngoài là vàng đậm đấy ạ. Chị nào mà da ngăm, da đen mặc tôn da lắm, nó không phải là vàng chanh. Nó không phải là vàng chanh đâu ạ. Lên mã này cho em là K14 ạ, kèm theo màu với số điện thoại ạ. Chị Hoàng Thị Tin rồi, ok em chốt đơn. Áo bên trong là 169.000 đồng ạ. Của em mặc em hết hàng chị ơi. Đây màu vàng đây các chị này. Màu vàng cho em. Đơn tối qua nhà em chưa chốt hết đâu chị ạ. Nhà em vẫn đang chốt đơn, nhân viên vẫn đang làm ca tối. Đang kéo. Đấy, nhân viên nhà em vẫn đang chốt nốt của đơn tối hôm qua, xong lại chuyển sang đơn của trưa hôm nay nữa. Chị Thanh Luân Nguyễn có, chị Hoàng Dương nhà em đợt này đang tăng cường. Để chị ạ, đang tăng cường là cố gắng là chốt dốc đơn cho các chị hết. À, sản phẩm nào cũng đẹp, buổi nào cô cũng xem con bán hàng mặc dù Sài Gòn rất nóng. À, không mua được nhiều, cô thích áo đá. Cô thích áo đá thì đợi cháu một tí, cô cháu lên nhá. À, cô Thanh Hà. Đây mã này các chị lên cho em là K14 ạ, màu vàng. K14 màu vàng mà kèm số điện thoại ạ. Đúng rồi, chất khoác len mà chị ỉ, nó là khoác len ép. Khoác len ép của hàng cao cấp nhá chị nhá. Đây chị ơi. Đây là chất len mà cho các chị xem gần cái chất len nó mịn mịn min luôn. Nó mịn mịn min. Áo em mặc áo bên trong em mặc chị vừa, còn áo khoác bên ngoài em sợ chị không vừa, 65 cân thì không vừa. Tại vì khoác len đấy form em chốt được các chị tầm dưới 60 cân thôi. Mã này các chị dưới 65 cân mặc được này, SML, tại vì hàng này nó co giãn thoải mái. Hàng này nó sẽ co giãn thoải mái luôn, nó là áo nhiệt mà chị. Nó là áo nhiệt. Chất sướng lắm luôn các chị ơi. Em màu đỏ cho em là K14 màu đỏ này. K14 cho em ạ, màu B. À, em có áo da chị ơi, em có áo da nhất. Chị Hoàng Dương ok chốt đơn hàng ạ. Tiền, suốt cả tiền. Lấy cho em cái lộc đi, mã lộc đi. Rồi ạ, lên các chị một mã lộc đấy nhá. Lộc còn 4 màu. Ừ, 4 màu. Còn số lượng nhiều không Nguyễn ơi? Đen hết à? Trời ơi, phải lòng em loan xinh gái, em cảm ơn chị. Đấy, may là chị em phụ nữ chứ mà nếu mà câu này mà phải là các anh nói thì chết thì mai chồng em cho nghỉ ở nhà không bán hàng ở đâu. Đấy, xem Hoàng Loan chỉ tốn tiền thôi. Nhưng mà được đổi lại là chị em mình được đẹp đúng không ạ? Vừa được mua rẻ, vừa được giá đẹp luôn. Chị Bình ơi, ra 005 nhà em còn nhá. Chị có comment là mã hàng 005 mà kèm số điện thoại đi. Ngày mai các bạn nhân viên em sẽ gọi chốt đơn ạ. Thì áo ra đẹp lắm luôn, cảm ơn chị ạ. Đây các chị này, con này là mã lộc 1 cho em ạ. Lộc 1 em cũng giảm các chị nuốt 350. Được chưa ạ? Lộc 1 em cũng giảm các chị 350 ạ. Chị ơi, lấy cho em ít áo phông có cổ đi. Đủ size, có cái loại mà size to cả ở ngoài kìa. Các chị hôm nay hỏi phông nhiều lắm. Là các chị ở miền Nam mà các chị không lạnh à, các chị không mặc áo len thì em sẽ lên phông luôn nhá. Đây khoác len này.
cái quan trọng nhất thì lại không làm. Đây, các chị nhìn hàng này. Đấy chạm, mã này các chị có vẻ lộc 1 và kèm số điện thoại ạ. Nhất định hết dịch sẽ đi du lịch, sẽ đến cửa hàng em Loan xin bữa cơm. Ok luôn chị ơi. Đấy, chỉ sợ chị không đến thôi. Chỉ sợ chị không đến thôi. Áo này là 350 ạ. Chị Vũ Thị Thanh ok chỗ đơn lộc 1 này. Chị Tư Lê có cao 14 ạ. V6 ok chị Anh Phạm này. Mỗi em nó có màu nâu các chị nhá. Màu nâu này, màu be, tông màu vàng với tông màu đỏ. Em có 4 màu các chị ơi. Em có 4 màu ạ. 350 ạ. Chị Thị Y Nguyễn ok em chỗ đơn ạ. Áo len cổ lông em có. Cổ có chị ơi. Đây ạ, mỗi em nó có 4 màu. Áo mặc trong là 169. Còn áo khoác len bên ngoài là mã lộc 1 ạ. Đấy, trận lộc 1 che màu đỏ đấy các chị này. Có túi cho em. Đấy, lộc 1 màu đỏ cộng số điện thoại ạ. Hàng này em về chuyến cuối rồi các chị tranh thủ nhá. Được chưa? Hôm trước các chị vẫn đang mua 520. Vẫn đang mua 520 tại vì hôm đấy em chưa vượt được giá sale. Ngày hôm nay vượt giá sale các chị ơi, em tặng các chị giá đẹp luôn. Lúc nào em bảo rồi, lúc nào em Loan lấy được giá rẻ thì các chị được mua rẻ. Được mua rẻ lắm. Bây giờ cái giá thị trường đang bán các chị vẫn giá giữ giá như thế tại vì bây giờ đang lạnh ấy. Thì ta tăng giá nhưng mà ngày hôm nay em sẽ giảm giá. Em bảo rồi, càng lạnh em càng giảm giá sâu các chị luôn ạ. Lên mã này cho em là V à quên, lộc 1 nhá. Lộc 1 kèm số điện thoại ạ. Chị Hà Trần Thị có ạ, chị Hảo Đinh có, chị Hoàng Huy chúc K13 này, chị Hiền Lê có ạ. A5 là mã nào? A5 là mình like lúc nào đấy, tối qua phải không? Đơn tối qua nhà em vẫn đang gọi chốt đơn mà chị ấy. Đơn tối qua nhà em vẫn đang gọi mà. Chưa chốt xong mà chưa gọi đến tên chị thôi. Chứ không phải là không gọi chốt. Đây màu vàng. Để chạm màu vàng cho em ạ. Lộc 1 màu vàng ạ. Quần em mặc em hết rồi. Đấy, chị Thủy Trương ok chốt đơn này, chị Dương Tuyết ạ. Áo này là mã lộc 1 chị ơi. Áo này là mã khoác lộc 1 ạ. Áo len cổ lông nó có biết là khoác len mà cổ lông đúng không? Chị Phạm Hùng Chiêm mà lên áo da đi em Loan. Áo da có cái mã phao da ấy nhở. Áo phao da hôm qua mình về. Còn hàng không? Đang chốt à? Nhưng mà còn nhiều không? Rồi, có áo phao không? Hả? Không bán được cái đấy đâu. Đang chốt đơn gì? Ồ, lộc một màu nâu cây chị Nguyễn Vòng này. Áo phao em có. Đây các chị ơi, cái màu be này cũng xinh này. Màu be cũng xinh nhá. Em ở Tuyên Quang, chị Bình Lê ơi. Em ở Tuyên Quang, 65 cân mặc được chị gái ơi. Tại vì áo len nó sẽ co giãn. Lộc 1 các chị ơi, từ khoảng là 40-42 cân đổ lên đến tầm khoảng là 64-65 cân đổ về. 64-65 cân đổ về em chốt đơn. Rồi ok chị luôn ạ. Tại vì là hàng em, các chị nhận hàng, các chị được bóc hàng kiểm tra thoải mái. Đấy, trước thanh toán ạ, chị Nguyễn Nhung có màu vàng này. Lên áo khoác kaki mới về đi. Em vừa lên xong rồi. Em vừa lên xong rồi. Bên Loan còn áo nhung cộc tay tối qua không? Em vừa lên mấy mã chị ạ? Em vừa mới lên mấy mã xong. Chị ơi còn sót tí nào không nhỉ? Áo nhung cộc tay ấy. Áo nhung cộc tay chị xem bọn em sẽ còn tí nào không? À đấy là mã khác. Đây đây có cái mã này nữa nhưng mà nó là không phải là áo nhung. Nó sẽ là cũng là dòng của HG. Đấy chị ạ, nó cũng là dòng của HG các chị luôn. Nhưng mà nó em vừa được sale có vài cái thôi, không có nhiều ấy. Tại vì là cái hàng này em ôm lô. Đấy cho nên giá nó sẽ rẻ hơn thị trường. Giá nó sẽ rẻ hơn thị trường. Chất lượng nó vẫn như thế. Đây các chị này, áo này của nó họ đang xỉ giá 22, giá xỉ nhá các chị nhá. Đang là 220.000 đồng giá buôn. Em không nói phết tí nào luôn ấy, 220.000 đồng giá buôn mà ngày hôm nay ý, kiểu là nó còn sót mỗi mã một tí thì em vẫn được sale thôi. Thì chắc chắn là giá sẽ rẻ hơn thị trường. Để em xem là cái này là có size L này. Cái áo này nhà em giữ nhiệt nó đều có size nhá các chị nhá. Giữ nhiệt của nó là hàng hãng, nó sẽ có size số S này. Đỏ còn đúng một cái thôi các chị ạ. S này. Được chưa? Mẫu này các chị ơi, lên mã này cho em là mã này là mã V bao nhiêu đấy nhỉ? V7 ạ. V7 các chị lên đơn hàng ạ. V7 lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Ôi xinh chưa? Được chưa? Xinh chưa các bác ơi. À, lên len cổ lông à. Huyền ơi, xem bọn chị sang cái mẫu len cổ à, khoác len cổ lông này xem còn bao nhiêu cái với. Chị Đào. Này này này. Lấy chị sang cái khoác len cổ lông ở trong góc nhà cho. Mày nói cái màu vàng không con lấy đấy. Em để hàng ở chỗ nào? Hình như ở trong góc chỗ kia kìa, chỗ khu khu kìa. V7 này là bao tiền? Chứ bán V7 này á, V7 cũng là 169, hàng HG mà HG đang sale 169.
Đấy, HG là 169.000 đồng, mã này là V7 cho em ấy. Thứ 7 em đang còn sót mấy cái thôi. Chị nào nhanh tay mình có đơn rồi, chị nào ngày mai cái mã này hết hàng thì chị thông cảm, thì hàng này em cắt mẫu thì không có hàng. Không có hàng ạ. Dưới 65 cân thì em có size vừa ấy chị yêu nhá. Dưới 65 cân thì em có size vừa, 169.000 đồng một áo. Đây các chị này, em còn sót có 4 cái màu trắng. Còn sót có 4 cái màu trắng này. Hai cái màu đỏ này. Hai cái màu đỏ. Một cái size S này. Hai cái màu đỏ size S này. Và một cái màu nâu size S các chị nhá. Một cái màu nâu size S, hai cái đỏ size S. Và một hai cái size L màu trắng, một cái hai cái size S của màu trắng. Đấy các chị này, được cái nào mình cốt cái đấy cho em ạ. Chất đẹp. Các chị ơi đang mua bên ngoài, các chị đang mua 270 đúng không? 260, 270. Bây giờ tặng các chị luôn 169.000 đồng. Lẻ mẫu lẻ size các chị nhá. Lẻ mẫu lẻ size ạ, 169.000 đồng ạ. Các chị yêu lên đơn hàng kèm số điện thoại em qua mẫu luôn. Mẫu nào còn ít thì em tua nhanh lắm cho các chị luôn ạ. Còn ít thì tua nhanh luôn. Đó đây, đó đây. Ừ. Chị ơi lấy em đi kéo chị Hoa ơi. Kéo kia đấy. Ôi mà thấy đâu. Mã này không, em không biết là có đủ size không này. Mãi chắc được chỉ còn LXL thôi. Đấy, mãn em chỉ còn LXL 2 size các chị này. LXL 2 size áo đá cho em ạ. Mãn này các chị comment cho em là đá 608 các chị nhá. Đá 608 và cộng số điện thoại ạ. Đá 608 và kèm số điện thoại. Em còn 2 size LXL ạ. 2 size LXL ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này, đá nó sáng lắm. Đá này của nó là dòng đá ép nhiệt hàng Quảng Châu các chị yêu nhá. Thế là nó không phải là đá kiểu đá xưởng mà các chị ơi, đá nó gắn kiểu là gắn nhẹ nhẹ mà các chị gẩy tay một cái nó bong ra đâu. Các chị cứ giặt thoải mái cho em. Để chạy giặt dũng giặt máy thoải mái cho em mẫu này ạ. Rồi hôm nay nhận được áo đá 90 và áo giữ nhiệt đẹp quá. À, chị ơi, cái đá 90 nhà mình hôm nay còn hàng đúng không? Còn. Đưa em xem nào. Đưa em. Đấy, đấy thôi thôi thôi. Mẫu này là các chị comment cho em là đá 608 ạ, 165.000 đồng. Em còn xa các chị từ 50 cân đến 65 cân. Quần trắng em chưa nhập được hàng, có chị Hương Trần ơi. Em chưa nhập được hàng. Mã này các bác comment cho em là đá 608 ạ. Đá 608 là 165.000 đồng các chị nhá. 165.000 đồng các chị lên đơn mã này cho em một kèm số điện thoại ạ. 165. Ok chị ạ, 165.000 đồng các chị nhìn xem hàng Quảng Châu này. Chất lượng lắm luôn các chị ơi. Được chưa? Mã này chất lượng lắm ạ. Chị ơi comment mã hàng là đá 608 chị nhá. Đá 608 giúp em với. Đá 573 bây giờ em cũng nhớ là mã nào ấy chị ạ. Tại vì là em cứ có thấy mã nào em lên mã đấy thôi. Tại vì nhà em mấy trăm mã áo đá cơ. Đấy chị ạ, mấy trăm mã áo đá cơ chị ạ. Các chị ơi đá 608 ạ. Chị yêu là mình nhanh tay có đơn từ mã này nhé. Em còn ít em cắt mẫu thôi. Còn ít cắt mẫu ạ. Còn tí nào bán nốt thì đấy thôi các chị ơi. Đá 608 ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Thủy Nguyễn ok chốt đơn hàng này. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Cái màu đá của nó toàn bộ đá pha lê các chị nhá. Đá pha lê cho em nó rất là sáng. Nó không bị xỉn màu. Cái chặn nó không bị xỉn cái màu đá luôn ạ. Đá 608 mà cách số điện thoại cho em. Cái mẫu này thì chị làm hay mặc áo vest ấy. Đá 90 em còn chị. Hàng đá 90 em nhập số lượng nhiều mà chị ơi. Chị Nguyễn Huệ có ạ, bảo tổ em có chị ơi. Chị Thái Lê rồi ok chúc đơn hàng ạ. Đá 608 mặc cộng số điện thoại ạ. Cái phần thân của nó sẽ là cốt tông nhá chị nhá. Thân là cốt tông. Còn cái phần tay của nó sẽ là pha gen ạ. Tay pha gen ạ. Thế thì em nên phông, phông, phông có cổ đấy nhá. Đấy, cho các chị miền Nam mà các chị không thời tiết nó không lạnh ấy. À, thì các chị mua áo không có cổ. Chị Loan Mai quần quy bột em còn đấy. Mai bảo Huyền nó lấy cho. Mai bảo cái bạn hay chốt đơn cho chị, bạn lấy cho nhà em còn mà. Mai cứ hỏi với nhân viên, tại vì những cái mạng đấy nhà em bán quanh năm luôn ấy. Em có 4 Huyền, phải hỏi Huyền xinh gái đúng không? Đấy, nhà em có 4 Huyền. Một con là một đứa là Huyền xinh gái này, một đứa là Huyền ngã này, một đứa Huyền thơ, một đứa Huyền thối. Bốn đứa tên là Huyền cơ chị ạ. Bốn đứa tên là Huyền. Ngày mai đứa chốt đơn cho chị cứ bảo nó lấy quần quy 1 cho. À, Loan ơi, đá đằng sau lên đi. Áo đằng sau á, nó còn lẻ mấy cái đấy chị ạ. Chị An Phan có đá 608 này. Chị Huyền Nguyễn có đá 608. Gia Nhung B á. Gia Nhung B là mã nào nhỉ? À, Gia Nhung B. Của trụ hết hàng rồi chị ạ. Lên bộ Umi đi chị ạ. Lên bộ Umi mũ à? Là bộ B47 và B55 đúng không? Quy 3 còn.
Cái quần là, thứ nhất là Q3 này, thứ hai là Q1, nhà em bán quanh năm. Các chị hỏi lúc nào cũng có. Đấy, nhà em lúc nào cũng có luôn. Mã đây nhà em sẵn hàng. Các chị nhá, mã đây nhà em sẵn hàng. Áo đang mặc là mã đá 608, chị yêu ơi, chị Linh Hà nhá. Đá 89 là mã nào nhỉ? Đấy em tí em lên luôn, em lên từ từ ạ. Các chị ơi ạ, cho em xin lượt chia sẻ với em lên mẫu cho nó phấn khởi tí. Đấy em lên mẫu cho phấn khởi, bây giờ em lên mẫu phông cổ bẻ nhá chị nhá. Đấy lúc đầu like các chị đã hỏi em phông, em ơi phông cổ bẻ nhà em có không đây này. Ra các chị nhìn cho cái mã hàng này cho em ạ. Em toàn bộ chọn cho các chị những cái hàng phông cao cấp cho các chị luôn. Áo da, áo em mặc dưới 65 cân em chốt. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Gió 5 màu hồng em còn chị ơi. Chị Nguyễn Thị Bích ok. Chị Hiền Đặng có đơn hàng ạ. Chị ơi mã này có những size gì đây? MLXL. MLXL đủ size đúng không? Quẩy. Quẩy luôn. Rồi ạ, lên đỏ cho nó rực rỡ nhá chị nhá. Ôi màu đỏ có nhiều không ta? Màu đỏ, nó xem màu nhau, thích như màu nào lấy màu vừa nào. Xem thì rồi, ok. Em lại tưởng cái cọc cao ấy chứ. MLXL 3 size, các chị nhìn cho em phông hè các chị này. Đấy chị ạ, nhìn phông cho em này. Tại vì bộ quần bò nhà em nó đang còn size to. Đấy các chị nhìn phông hè nhà em nhá, toàn bộ dòng mác đen. Những cái dòng này bác nào đã mua thị trường rồi các bác biết. Và các chị đã mua nhà mua nhà em rồi các chị biết. Nhà em toàn bộ là dòng mác đen, kể cả phông cổ tròn lẫn phông cổ tròn và phông cổ bẻ. Bộ mặc nhà quần suông tí em chỉ còn size to thôi. Mã này các chị comment là mã V bao nhiêu chị ơi? V8. Chuẩn V8 chưa? V7 rồi. Mã này là V8 á. Đấy, V8 cách số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng ạ. Mã này là mã V8 cho em. Em đang có màu xanh các chị này. Màu xanh ạ, màu đỏ này, màu vàng này, màu đen này và tông màu trắng. Em đang có tất cả 5 màu các chị nhá. MLXL 3 size chốt cho các chị yêu từ 40 cân đến 65 cân ạ. Từ 40 cân đến 65 cân lên đơn nhá. Đẹp lắm, cái chất phông này của nó là hàng cốt tông lạnh. Hàng cốt tông lạnh ạ. Để mà bắt đầu mà cận Tết này hoặc là ra riêng hoặc là đầu mùa, các chị không bao giờ được mua cái giá như ngày hôm nay nhà em bán cho các chị được. Tại vì là đang giữa mùa đông mà em nhập hàng mùa hè thì giá lúc nào cũng được giá tốt nhất. Và em đặt hàng không qua trung gian các chị nhá, em không qua trung gian luôn. Đấy, em nhập trực tiếp luôn nhá các chị, được giá rẻ. Giá rẻ nhất là nhiều khi khách sỉ đi nhập hàng không nhập được giá như em bán rẻ cho các chị đâu. Đấy, mã V8 đúng không? 155.000 đồng một áo. Đấy chưa ạ? Thị trường vẫn đang là 250 một áo này. Em kỷ niệm các chị 155.000 đồng ạ. Mã hàng V8 ạ, đủ size MLXL các chị nhá. Các chị nhìn cho em ạ. Xịn đét luôn ạ. Để chạm xịn đét luôn, hàng Quảng Châu các chị nhìn hàng này. Em ơi thực sự luôn ạ, các chị lên đơn mã hàng cho là V8 ạ, màu vàng ạ. V8 màu vàng này, V8 cho em ạ, màu xanh. V8 màu trắng ạ. V8 màu trắng cho em ạ, V8 màu đỏ và V8 màu đen, đủ size MLXL. Đủ size MLXL ạ. Đợi em lên chị Nguyễn Loan ơi. Vã V8. Đây các bác ơi, đủ màu đủ size nhá, chứ không phải hàng em lẻ mẫu lẻ size đâu. Hàng em đang đặt thêm, vẫn đang đặt hàng và hàng vẫn đang về hàng các chị yêu. Đấy, V8 ạ, cộng số điện thoại ạ. Hôm nay chị được áo len và 623 rồi, đẹp quá, chuẩn, quá xuất sắc. Loan ơi, em cảm ơn chị Hoa Ban nhá. Còn bộ B47 không em còn, chị Dương Ngọc Hà cứ lên số điện thoại đi, ngày mai như vậy em tư vấn sau nhá. Chị Nghĩa Đỗ rồi ạ. V8 ok, chị Bùi Thị Lâm. Các chị ơi, những cái dòng phông có cổ này chẳng bao giờ lỗi hốt luôn ý. Đấy, nó cứ quanh đi quẩn lại, nó chỉ có thay cái logo thôi, hoặc là thay cái gọi là cái viền một chút thôi, chứ còn những cái mã này các chị mặc không bao giờ bị gọi là lỗi mốt. Đấy, giặt máy thoải mái cho em, nó không bị bay, không bị xù. Chất lượng ạ, mát rượi rồi rươi luôn các chị ạ, mát rượi luôn. Đấy, chất quần nó toàn bộ chất cotton tông lạnh ạ. Đà, mã này là mã V8 chị yêu nhá. V8 ạ, cộng theo màu số điện thoại các chị chốt đơn ạ. Đây màu đen các chị này. Mẫu nào cũng xinh ạ. Đấy, áo 56 em còn, chị ơi chị cứ lên là gió 56 đi. Gió 56 cách số điện thoại thì các bạn như thế này em thất nhặt hàng cho chị nhá. Tại vì là mã đấy thì em không thay đổi. Tại vì tất cả cái mã hàng này nó đều có cái mác áo hết rồi của công ty. Đấy, chị Nguyễn Hòa có ạ, chị Phương Nguyễn có ạ. Nhớ chị Độc 1 nếu ok chị Hảo Đinh để lại số điện thoại cho em nhá. Chị Hoàng Thị Nga chốt đơn hàng ạ, V8 xanh đen này. G17 không biết là có còn hàng không chị ạ. Chị Bùi Thị Lâm nhé, chị cứ lên đơn ạ. Ngày mai nhân viên em tìm với chị nhé, tại vì G13 em chưa về được thêm. Chị Hoài Văn chốt đơn hàng ạ, V8 màu xanh này. Em thử lên con màu đỏ nhá, màu đỏ còn mới về được một ít thôi. Màu nào cũng đẹp các chị ạ, thực sự luôn ạ, mẫu nào cũng đẹp luôn. Các chị nhìn hàng này, đỏ đậm cho em, không phải đỏ tươi chót đâu. Đỏ của nó đỏ đậm, nó không phải đỏ đô, không phải đỏ tươi. Chị Phượng Trần có ạ, đây chị này. V8 MLXL 3 size. MLXL 3 size ạ, 155.000 một áo. Tất cả cái cổ nó bọc viền hết cho em như này.
Đấy, tất cả cổ bọc viền hết trên ạ, dòng mác đen 2 mác cho em. Để chị ạ, toàn bộ dòng 2 ten này, các chị nhìn hàng này. V8 ạ, không có màu tím đâu chị yêu ơi, không màu tím nhá. Nó chỉ có là tất cả, như là trước nó có là 6 màu thì phải. Nhưng mà hôm nay nó về được trước 5 màu. Chứ nó về được 5 màu. Đây đỏ ạ. Dưới 65 con em chốt đơn ạ. Co giãn thoải mái, chất cốt tông lạnh các chị nhá. Đá 90 em còn, em lên luôn đây. Đợi em tí em lên luôn. Nhưng mà đá 90 nó chỉ còn size LXL thôi. Chị Trần Phương cho em xin số điện thoại với. Đây màu đỏ chị đây. V8 cho em ạ, màu đỏ ạ, cộng số điện thoại cho em. Chị Hoàng Cao mới cho em số điện thoại nhá. Các chị nhớ là comment bao nhiêu mã hàng ạ, 1, 2 hay 10 mã, các chị phải để lại số điện thoại thì máy nhà em mới lên đơn được. Gen 623 em còn, chị Bùi Thị Liên ơi, chị cho em xin số điện thoại nhá. Em ơi còn bộ sinh không em? Bộ sinh em hết hàng rồi chị ơi. Bộ sinh em hết rồi. Áo đá 90 còn không? Đợi em một chút em lên luôn đây ạ. Chị Tu Tuyên có ạ. Hồng đất em hết chị ơi. Hồng đất chưa đặt được. Đấy, nó về từng chuyến một, từng lô một đấy chị ơi. Chị Tu Phương Trần có V8 màu đen này. À, chị Hoa Ban cho em xin số điện thoại với chị ơi. Hay áo 56 cho em số điện thoại với, em mặc size M. Áo em mặc size M đây. Nói cho các chị cũng trên 40, tầm khoảng 42 cân. 42 cân đến tầm khoảng 65 cân. Chị Vân Đào em mặc size M ấy chị ạ. Chắc là chị bằng cân em thì chị cũng mặc size M thôi. Nếu mà chị nào bụng to thì lấy nhỉnh cho em hơn một size. Nó có size số hết chị ạ. Áo như em nó không phải áo phông thì em không có bán hàng free size. Toàn bộ hàng đều có size số, hàng cầu có size số hết. Chị Hoàng Cam ok chốt đơn V8 màu đen màu đỏ này. Màu vàng xinh đấy chị yêu nhá. Màu vàng nhà em là vàng đậm tôn da đấy, chứ không phải màu chanh đâu. Nó là vàng nghệ đấy ạ. Nó là vàng đậm vàng nghệ các chị này. Đẹp từ cái cúc trở đi các chị này. Cúc của nó sẽ là cúc kẻ theo cái kiểu là hạng của Hepburn các chị yêu. Đấy, cúc là cúc kẻ cho các chị luôn ạ. V8 ạ, cộng theo màu số điện thoại ạ. Đó, V8 mà cộng theo màu số điện thoại cho em, các chị lên đơn hàng ạ. Em qua các chị một mẫu áo đá nhá. Đây cái mã này các chị đang hỏi đúng không ạ? Mã này của nó là đá 90 đây. Đấy, mã này là mã đá 90 ạ, cộng số điện thoại cho em. Chị Phương Vũ ạ, 70 cân mã này không vừa chị ạ. Em chỉ sợ các chị mặc kích quá thì nó sẽ bị là dạn chỉ ý. Mình mặc cho nó vừa vừa thôi. Còn cái mã này em không về được size 2X, em chỉ về được size 1XL, các chị tầm khoảng 65 cân đổ về thôi chị nhá. Lúc nào về size to thì em báo sau ạ. Độ ok chị Hà Nguyễn nhá. Chị Bình An ạ, Đặng Khánh Anh Khôi ok chút đơn ạ. Màu gì cũng đẹp, em cảm ơn chị Hoàng Cam. Nhà em không có V8 màu tím đâu chị, làm gì có màu tím đâu. Em mới có 5 màu thôi, xanh, đỏ, đen, vàng, trắng, không có màu tím chị nhá. Chị chốt màu tím ngày mai nhân viên thì em nó không có hàng để chốt cho chị đâu. Chị Ly Ngô rồi ạ, V8 155.000 chị ạ. Chị Phan Thị Oanh cho Phan Thị Hoanh cho em số điện thoại với. Mã này các chị comment em ở đá 90. Đá 90 ạ, kèm số điện thoại cho em này. Áo gen 623 ok chị ạ. Đấy, đã mua một cái rồi xong lại mua thêm cái nữa. Mua ở đâu không bằng hàng nhà em yêu. Giá cả phải chăng, em cảm ơn chị Vân Đào. Em mặc màu trắng đi à. Thôi chị ơi, mặc mấy màu rồi. Chị thích màu trắng thì chị cứ lấy màu trắng thôi. Form dáng thì nó vẫn như thế, như các màu kia. Đây là chị ơi. Mã này các chị lên cho em là đá 90 các chị nhá. Em đang còn LXL 2 size ạ. Chị Loan Mai chị mặc vừa thoải mái luôn ý. Chị lấy XL cho em mà thoải mái chị Loan Mai ạ. Về đủ size, chị cứ lấy đi. Có size vừa thì em chốt, không có size vừa thì thôi em sẽ báo luôn. Đấy, ưng mẫu nào các chị cứ đặt hàng trên line. Đến lúc nhà em sẽ tư vấn cho các chị ạ. Phạm Quỳnh Anh cái chỗ đá 90 này, đá 90 là 180 các chị nhá, 180.000. Em đang có LXL 2 size ạ, 54 cân đến 65 cân. 54 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Mã này các chị comment em là đá 90 cộng số điện thoại ạ. Đấy, đá 90 cộng số điện thoại ạ. Chị Thành Nguyễn có ạ, chị Phan Thị Oanh có ạ. Đá 90 dồn đơn buổi trưa. Đơn buổi trưa nếu mà chưa chốt đơn các chị dồn đơn được. Nếu mà đã chốt đơn rồi thì đi đơn rồi em không dồn được đơn đâu chị nhá. Aqui Long Vũ có ạ, chị Nguyễn Ngọc chốt đơn hàng ạ, chị Lan Nguyễn ok. Đá 90 ạ, chị Nương Hà ok chốt V8 ạ. Áo em mặc là đá 90 nhá. Áo phông là mã V8. Phông có cổ là V8, tí em lấy các chị thêm một bộ phông cổ tròn nữa. Tắm Hoàng, chị Phạm Thành, chị Nương Hà, chị Linh Hà, Huế, Nguyễn Thị Kim ok. Ôi áo phông mấy tiền chị ơi, áo phông V8 155.000 chị ạ. Còn áo em đang mặc là mã đá 90. Đá 90 là 180.000 một áo. Áo hai dây là 95.000 chị ơi. Chị Ngọt Phạm rồi Ngọt Phan ok em chốt đơn hàng nhá. 59 cân cao 1m62 có size vừa chị gái ơi, chị dâu tây ok chốt đá 90, chị Thanh Hà ok chốt đá 90, M em hết nhá. Đá 90 size M em hết. Em chỉ còn LXL 2 size thôi ạ. Chị Nguyễn Hương có. Chị 70 cân quần bò nhà em có size mà không có. Chị ơi, 70 cân nhà em có quần bò có size vừa.
Tại vì là quần bò thổ nhà em nó chỉ còn size to, không còn size bé. Chị Lê Quỳ ạ, cho chị một áo màu đỏ 52 cân, comment cho em xin mã hàng với. Chị Xuân Mùa, bây giờ em nhìn thấy comment của chị luôn ấy. Lúc nãy em không nhìn thấy. Hôm nay không thấy mình à Loan đây, chị Trang Phan, lúc nãy ẩn comment, bây giờ mới nhìn thấy luôn ấy. Chị đặt mã nào chị cứ lên số điện thoại giúp em đi. Chị Bùi Thị Hằng này, mã V8 màu xanh ok. Chị Dịu Nguyễn ạ, chị Trang à, Giang Lưu có áo hai dây còn đâu chị ơi? Áo hai dây để chỗ nào ấy nhà Huyền nhỉ? Áo hay dây trắng đen đi. Ừ. Đây có mã này cũng xinh này. Cái mã này cổ xinh nhỉ các chị này. Để chạm cổ dây đi đá vào đá màu. Đấy, đá màu cho em. Đây áo hai dây đây các chị này. Áo hai dây em đang mặc đây. Nó là cái loại mà dễ mặc lắm các chị ạ. Em toàn mặc cái áo hai dây này trên live. Các chị biết là nó dễ mặc cực kỳ luôn ấy. Áo hai dây là 95.000. Em đang có cả đen với trắng các chị nhá. Các chị comment em là áo dây và kèm số điện thoại. Cái này các chị nên lấy kèm đơn. Để cho các chị lấy kèm đơn hàng cho em mặc áo hai dây màu đen và áo hai dây cho em màu trắng ạ. Khách hàng em cứ lấy kiểu cứ lấy một đen một trắng lấy kèm đơn hàng ấy. Đó, cho chị áo hai dây, hai áo hai dây ok. Chị lấy cả đen cả trắng nhá. Mình nên lấy cả đen cả trắng để thay đổi. Đấy, mình mặc áo nào thì mình sẽ kết hợp theo cái màu áo dây. Được chưa? Màu đen và áo hai dây chơi màu trắng ạ, 95.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng. Cái này em hay bán kiểu là kèm đơn ấy, tại vì em mặc cái áo hai dây các chị hỏi gì em nhiều thì em mới nhập về. Chứ bình thường em lười bán áo hai dây ấy, tại vì nó nhỏ quá. Nó nhỏ. Thế này em lấy về em bán kèm đơn thôi. Các chị này, 95.000 một cái. Rất là dễ mặc luôn. Áo em mặc là đá 90, em vừa cởi ra là đá 90. Ôi, hôm nay nhận được hàng nhà Loan, đẹp chuẩn luôn, giá cả phải chăng, chất lượng thì miễn chê em. Cảm ơn chị Tâm, à chị Trang Phan nhá, chị Tâm Lê ok em chúc ơn ạ. Doãn Thị Hà có đơn hàng ạ. Đây các chị ơi, áo tiếp theo nha các chị, áo phông cổ tròn nhá các chị nhá. Chị Hoa xem em cái màu này nó có hàng không? Cái màu này em thấy xinh, ML 2 size à? Hình như là nó có cả XL thấy chưa? Có nhiều không? Nó tràn vào sang bên kia phải không? Đúng rồi, thì con hình cái lá ấy. ML XL đúng không? Màu nào có X đúng không? Mong đợi quá các chị ạ. Đấy chị ạ, các chị nhìn hàng này. Một con phông cổ tròn ạ. Mã này các chị comment là em là V9 nhá. Đấy chị ạ, V9 và kèm số điện thoại ạ. Các chị nhìn hàng cho em này. Đẹp quá luôn các chị ơi. V9 cho em. Đấy, phông cổ tròn các chị nhìn cho em ạ. Cũng là dòng mắc đen ạ. Đấy, cũng là dòng PM2 ạ, hàng Quảng Châu cao cấp các chị này. Khoác len em lên rồi chị Hảo Phạm ơi. Em lên mấy mã khoác len rồi đấy. Mã này các chị comment em là V9 nhá. Bộ thể thao em có V9 ạ, cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Em đang có màu hồng đất các chị này. Màu hồng đất cho em ạ, dáng này là dáng tốt vừa nhá. Các chị từ khoảng là 40 cân đến 65 cân nhé. Em có màu hồng này size vừa này. Màu hồng này size vừa này à, màu đỏ này. Đấy chị ạ, màu xanh lá các chị này. Màu vàng cho em ạ. Và tông màu đen. Tất cả em đang có là 1, 2, 3, 4, 5 màu. 5 màu các chị yêu như mình ạ. Đấy, các màu đen này, màu vàng này, màu xanh này và màu đỏ em có size ML. Còn riêng cái màu hồng em mặc trên người nó sẽ có là 2 size, à 3 size ML, XL. Các chị dưới 65 cân em có size. Còn các màu này thì có size các chị dưới 60 cân ạ. Các chị lên đơn mã này cho em là V9. V9 và cộng số điện thoại ạ. Các chị chốt đơn ạ. V9 và cộng số điện thoại cho em ạ. 145.000. Em hứa luôn ấy, nếu mà ra riêng các chị mua những cái mã này không dưới 200. Em này em lấy từ lúc mà thời tiết, bây giờ các chị biết là thời tiết đang là 16 độ. Mà em đã ôm áo phông rồi. Tại vì giá thời điểm này là giá tốt nhất luôn. Thế chứ ạ, giá tại thời điểm này là giá tốt nhất luôn các chị nhá. Bây giờ ra các chị ra cửa hàng ạ, những cái mã mà ví dụ như cái mẫu này của hàng năm ngoái nó sẽ có là cái hình khác. Nó vẫn là mức giá trên 200. Để chạm mã này em tặng các chị là 145.000 đồng một áo á, lên đơn hàng kèm số điện thoại. Những cái mã này các chị mặc nó mát lạnh luôn, em tề luôn, mùa hè mặc gọi là mặc nhẹ tinh tinh luôn. Mặc nó không bị bí mồ hôi như cái dòng mà pha nhiều cốt tông, à pha nhiều cái ni lông ấy. Đấy, chất ni lông các chị này.
cái hình đằng trước là thêu á chị nhá, thêu ạ, và đính cho em một chút đá, đính cho em một chút đá V9, cách số điện thoại. Hàng Quảng Châu ạ, có size số các chị nhá, hàng Quảng Châu có size số ạ, các chị nhìn hàng cho em ạ, chuẩn đét, xịn đét luôn. Đấy, có giấy chống ẩm ạ, đá 90 là 180.000 đá 90. Còn áo này là mã V9 ạ. Mã này là V9 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ, 145.000. 145.000 đồng một áo, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này, chữ thêu hết cho em ạ, cho các chị xem cái mặt trong của áo nhá. Nó làm cẩn thận lắm ấy các chị này. Để chạm thêu hết cho em ạ, chứ không phải là in hay dán, các chị giặt nó không bao giờ bị bong. Đấy, giặt không bao giờ bị bong luôn ạ. Mã hàng V9 ạ, cách số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Em ơi đẹp quá em ơi, em cảm ơn chị Yếu Trương, chị Tiểu Hoàng có, chị Bùi Chiến. Ok, chị Khuyên Hà chốt đơn hàng ạ, 145.000 đồng ạ. Những cái dòng này mặc dễ lắm các chị ạ, mặc dễ. Cái màu xanh này, xanh đỏ vàng trắng hồng, xanh đỏ vàng trắng hồng đen. Đấy, hồng đất size 60 cân, có size vừa chị ơi. Cái màu xanh cho em ạ, màu xanh. Màu nó cũng đẹp các chị nhá, chứ không phải cái màu mà kiểu là nhờ nhờ, cái màu dại dại như cái hàng rẻ đâu. Mã này nếu mà để vào vụ nhá, không có dưới 200.000 nữa chị ạ, không có dưới 200. Thế nên là lúc nào em cũng gọi là đi trước, để mình được mua giá tốt nhất, để chị ạ, đến tay khách hàng được giá rẻ nhất luôn. Còn không có cổ không em ơi, em còn chị ơi, chị Nguyễn Duyên có ạ, chị Trọng Phạm cho em xin mã hàng với số điện thoại nhá. Em màu xanh cho em này, màu xanh em có size các chị dưới 60 cân. Màu xanh có size dưới 60 cân, đợi em tím nên áo đá sau ạ, chị Nguyễn Tụy có ạ, chị Hoàng Mai Huy có ạ, chị Hoàng Huy chốt đơn hàng ạ. Đây các chị ơi, có cả màu đen nhá. Có màu đen luôn này. Đấy chị, có cả tông màu đen. 65 cân chị lấy màu hồng nhá, hồng đất ý. Còn các màu khác em có size các chị dưới 60 cân thôi. Đặng Khánh Anh Khôi ok, em chốt đơn hàng ạ. V9 ạ, cộng số điện thoại cho em. V9 và cộng số điện thoại ạ. Tí chị xem mỗi đứa được bao nhiêu đơn nhá, ngồi ở cười nhá. Đây ạ, màu đen này. Toàn bộ hàng loại 1 luôn ạ. Em mặc size M chị. Em 53 cân em mặc size M này. Đấy, em 53 cân mặc size M. Lên phông có cổ đi em à. Chị ơi cho em xin một mẫu phông có cổ nữa đi. Cứ đưa cho em. Lại còn không cho em bán nữa cơ ấy. Chị có cho em bán không? Không. Tại vì bán thời điểm này là bán rẻ các chị đang tiếc. Đang tiếc là thấy em bán rẻ quá ấy tiếc. Chị Trang Phan ạ, Nguyễn Thúy Hằng ạ, lại chị Tiết có, Bích Nguyễn chốt đơn hàng ạ. Mã này là V9 các chị nhắc, V9 mà kèm số điện thoại cho em. Đẹp xịn các chị này, đây màu đen. Để chặn màu đen của V9 ạ. Màu đen của V9 ạ, size 60 cân các chị nhắc, 40-60 cân ạ. Bộ đồ đẹp quá. Đỏ đây. Chị Trà Cá em nhìn thấy chị ưng mã nào có lên số điện thoại, nhiều comment ẩn nhưng mà máy vẫn lọc đơn bình thường ạ. Cứ có số điện thoại cho em là có đơn. Chị Nguyễn Thị Phương ok em chốt đơn hàng ạ. Chị Nguyễn Nhung ok em chốt đơn hàng các chị ơi. Mã này comment của em là mã V9 màu đỏ các chị nhá. V9 màu đỏ, cái hình là hình cỏ kiểu cỏ ba lá ấy. Đấy, chị Dâu Tây ạ, chị Nguyễn Nhung ok em chốt đơn hàng ạ. V9 ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em, các chị nhìn màu này, toàn bộ đủ màu luôn. Đấy, toàn bộ đủ màu luôn ạ, đủ màu ạ. Tiếp em qua mẫu luôn mẫu này ạ. Lên chưa? Đây, size số như nào đấy? Thật không? Chị để chỗ nào đấy? Có người chỗ kia kìa. Ừ. Cái mã này có ít mà. Có hàng đấy không? Cái xanh này, xanh lam này có hàng không? Hả? Có. Đâu, em có nhìn thấy đâu. Cái này cái gì? Ừ. Có ít không? Có ít. Màu hồng. Hồng đất có nhiều không? Màu nào có nhưng mà nó không có số lượng đâu. Màu nào cũng có nhưng mà không có số lượng mấy đúng không? Cái màu này này. Tiếp theo mỗi là K10 ạ. Được chưa? K10 vào kèm số điện thoại cho em ạ. K10 vào kèm số điện thoại cho em. À, mã V10 các chị nhá. Em nhầm. Mã này là mã V10 ạ. V10 cách số điện thoại cho em, các chị chốt đơn hàng ạ. Mã V10 ạ. Hồng đất nha chị này. V10 hồng đất ạ. Mấy size chị Hoa ơi? MLXL 3 size, các chị dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn nào. Cái này là V10 cho em nhá. V10 ạ.
không có cổ ạ. V9 màu đỏ em dơ thôi, không cần mặc đủ màu lên. Đủ màu còn 5, 6 màu thì em mặc như thế nó rất là lâu. Em chỉ cần mặc 1, 2 màu ở trên line thôi. Các chị nhìn cái màu khác em dơ, các chị nhìn biết là form dáng của nó là đúng như mẫu em mặc trên line này. Là các chị chốt thôi, chị thích màu nào chị lên màu đấy thôi. Mãi là V10 cho em 155.000 ạ. V10 155.000 đồng, các chị lên đơn hàng ạ. MLXL3 size, các chị này, xanh lá này. Đấy chứ ạ, V10 cho em màu xanh lá này. Cộng số điện thoại cho em ạ. V10 xanh lá này. V10 cho em ạ, tông màu đen. V10 màu đỏ này. Và V10 cho em màu xanh la. Đấy, trắng nữa các chị nhá. Đủ màu luôn ạ, đủ màu đủ size ạ. Mã hàng cho là V10, cách số điện thoại cho em ạ. 155.000 đồng một áo. 155.000 đồng một áo, các chị chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Chọn màu chọn size vừa 155. Các chị ơi đã đời đẹp lắm luôn. Các chị ơi màu đỏ này. Để chạm màu đỏ cho em ạ, đủ màu đủ size. Áo hơi ngắn làm gì ngắn đâu chị, đây chị này. Em mặc size nhỏ đây thì nó như thế này. Đấy, khách em 65 cân vẫn mặc bình thường. Khách em đến cửa hàng thử 65, 66 cân mà chị còn 67 cân mà chị còn vừa sinh em bé xong vẫn mặc được. Mãi là V10 đúng không chị? Trời ơi, giá tốt nhất tại cái thời điểm này là giá tốt nhất luôn. Các chị ạ, màu xanh lam, màu xanh đậm cho em này. Màu đấy em gọi là xanh đậm các chị nhá. Xanh đậm này, hồng đất này, màu đỏ này các chị này. 1m60, 64 cân mà XL cho chị lê nhá. Đây màu đỏ cho em ạ. Màu xanh lá các chị này. Xanh lá cho em này. Màu đen này. Và tông màu trắng ạ. Các chị ơi lên đơn hàng cho em là V10 ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ. 155.000 ạ. Chị kết áo đỏ lắm rồi. Chốt luôn chị ơi. Chốt luôn đi. Không có hết. Không có đủ size nữa ấy. Bây giờ về đủ màu đủ size. Chứ mấy hôm nữa nó lại lẻ size rồi. Bây giờ có size mình vừa thì mình chốt luôn chị nhá. Đây ạ. Màu trắng ạ. V10 cho em màu trắng này. V10 màu đen ạ. V10 màu đen. V10 cho em màu xanh lam ạ. Đấy, V10 màu xanh lam này. V10 cho em màu đỏ ạ. Đấy, V10 màu đỏ này. V10 cho em màu xanh lá kèm số điện thoại ạ. V10 xanh lá và kèm số điện thoại cho em, các chị chốt đơn hàng ạ. Đẹp xịn luôn các chị nhá. 155.000 đồng một áo. 155.000 đồng một áo ạ. Các chị chốt đơn hàng mẫu này cho em ạ. Các chị chốt mẫu này cho em ạ. 155 kèm số điện thoại ạ. Chị đang soạn cái gì đấy? Lấy xem cái mã sao sao ấy xem nào, sao cổ tròn ấy. Xem mã nào mà có MLX kìa. Cái mã em thấy cọc cọc cao cao ở chỗ chân phải của chị đấy. Em thấy có cả MLXL đấy. Rõ ràng sắc ra rồi này. Tưởng nào bán chậm. Mã này nhiều màu thế. Ok chị Ly Ngô này, chị Tôm Coco này, chị Thủy Nguyễn này, chị Bút Dương ok em chốt đơn này, chị Hoàng Thị Nga ok em chốt đơn hàng nhá. Đủ size ML XL cho các chị tầm dưới 65 cân, 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Các chị ơi phong nhà em thì các chị nếu mà cứ tầm khoảng là cái thời điểm này là nhà em bắt đầu nhập phong rồi. Đấy. Thì tại thời điểm này chị em mới nhập được giá rẻ, chứ còn đến lúc mà bắt đầu là vào mùa ấy thì giá cái gì cũng lên cao, cái gì cũng thế. Cái gì cũng thế. Không, chị đã bảo hết hôm nay chốt cho chị nhé. À thế là chị Đỗ Phượng có này, chị Phương Thúy chốt dồn đơn này, chị Phan Thị Oanh ok chốt đơn hàng ạ. Mã V10 ạ. V10 và kèm số điện thoại cho em ạ. V10 và kèm số điện thoại cho em, các chị chốt đơn hàng ạ. 3 size MLXL đi qua mẫu luôn này. 3 size MLXL. Tiếp theo các chị một cái mẫu không cổ tròn nữa nhé các chị nhá. Mẫu này có nhiều không? Đó, màu nào, ok, em lên cái màu này, em thề luôn màu này là hết trong màu nốt nhạc luôn. Màu này xịn quá này chị này. Đủ size đúng không? MLX này. Đủ size MLXL các chị nhìn cho em hàng này. Để chị, các chị nhìn hàng cho em này. 3 size MLXL các chị lên đơn hàng cho em là mã này là V11. V11 ạ, cộng số điện thoại cho em các chị nhá. Phong các chị này. Không đẹp, chị em không lấy loại phông mà loại mấy em bán cho các chị đâu. Các chị nhìn hàng mã này cho em, các chị biết nhá. Mã này cho em là V11. Cộng số điện thoại cho em màu rêu. Để chạm V11 cho em màu rêu này. V11 cho em ạ, tông màu cam. Đây màu cam cho em nhá. Màu cam của là màu cam đất ý. Màu cam đất ạ. V11 màu cam. Đấy, MLXL3 size form này các chị từ 40-65 cân. Từ 40 cân đến 65 cân cho em màu cam này. V11 cho em ạ. Cho các chị từ size M đến XL màu vàng. Đấy, màu vàng cho em các chị ơi ạ. V11 cho em ạ, 145.000 đồng một áo. Em báo giá là các chị chốt nhanh nhá, không có hết này.
Đấy, các chị nhìn màu vàng này, nó là vàng đậm nhé chị nhá. Màu vàng của nó sẽ là vàng đậm này. Màu nâu cho em ạ. Màu nâu V11 ạ. V11 màu nâu này. Cách số điện thoại cho em. V11 cho em màu hồng. Đấy, nhiều màu lắm luôn các chị ơi. Mỗi này nhiều màu lắm. Để chạm V11 cho em màu hồng ạ. Cộng số điện thoại này. V11 cho em màu trắng. V11 màu trắng ạ. Xịn lắm luôn, 145.000 đồng một áo. Để chạm 145.000 đồng cho em màu trắng này. Đẹp, đẹp quá chị ơi. Này, các chị nhìn nàng, toàn bộ của nó sẽ có giấy chống ẩm cho các chị luôn. Bỏ con áo ra nó mịn, sang xịn mịn luôn ạ. Giá gọi là yêu thương các bác nhá. Giá yêu thương luôn ạ. 3 size MLXL ạ. Màu đen này và tông màu đỏ. Ui, có cả màu màu xanh lam đấy các chị ơi. Đủ màu đủ size luôn ạ. Toàn màu đẹp các chị ạ. Đấy chứ ạ. Mới về hàng nó toàn màu đẹp thôi các chị ơi. Đấy. Bây giờ lại vừa rẻ mà lại được toàn màu đẹp thôi các chị ạ. Chị Phương Vũ có, chị Trang Phan ạ. Cấn Thị Phương có, chị Hương Quê ok chốt đơn hàng ạ. Đây nó phong sẻ bên cạnh. Phong sẻ bên cạnh là mẫu nào? Đâu? Đâu đâu đâu? Ừ thì cứ đưa đây cho em ạ. Bác nào vừa thì bác chốt thôi. Em nghĩ là chắc là nó chưa tìm được size thôi. Đây màu đỏ các chị này. Màu đỏ cho em ạ. Mẫu nào cũng xinh luôn. Đấy, màu rêu cho em mẫu này các chị đâu nhá. Dáng top vừa cho em ạ. Dáng crop top vừa. V11 ạ. 145.000 một áo các chị nhá. 145 và kèm số điện thoại ạ. Ok chị ạ. 145 và kèm số điện thoại trên là V11 ạ. Màu hồng các chị này. Màu hồng cho em ạ. Màu hồng này. V11 màu hồng. Đấy. Đây màu hồng cho em. Xanh lam đây chị ơi, có cả xanh lam này. Em có cái mẫu này nó nhiều màu lắm ấy. Chị ơi lấy tìm cho cái móc để em treo mẫu ra với. Xanh lam. Xanh em gọi là xanh đậm nhá các chị nhá. Xanh em gọi xanh đậm các chị này. Nó sẽ là đính một ít cho em ạ, đá cườm. Để chạm một ít đá cườm cho em ạ. Khâu tay các chị này. Đá cường toàn bộ đá cường khâu tay cho em cho này, nó không bị bong. Nó không bị bong. V11 ạ, 145.000 đồng một áo. 145 mà kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng ạ. Hàng này em còn chưa treo ra ấy, tại vì là đang là mùa đông. Đấy mà em đã nhập hàng hè rồi thì em thấy giá nó mềm. Để cho mà ôm được thời điểm này là giá rẻ. Năm nay hàng phong lên cao lắm các chị ạ, tại vì dạng dịch như này hàng khó nhập hàng lắm. Cước lên cao. Đấy các chị không tin nhá, các chị cứ thử đợi đến ra riêng mà các chị hỏi phong hè á, không có giá này đâu các chị ạ. Không có giá này. Tại vì bây giờ đang là giữa mùa đông. Mà em được bán được giá phong hè là giá tốt, có màu vàng mà bảo Trần Bảo Thanh có màu vàng nhá, đủ màu luôn, nó có 7-8 màu luôn ấy. Đây màu vàng đây, vàng đậm nha em ơi. Vàng đậm này, 145.000 một áo. Chị Nguyễn Xoan ạ, chị Bích Nguyễn có, chị Hạnh Dương có đơn ạ, các chị ơi màu vàng đây. Vàng này. Rêu các chị này. Xanh đậm này. Đấy, xanh đậm cho em này. Màu cam này, cam là cam đậm nhá chị nhá. Màu cam đậm này. Màu nâu các chị này. Đấy, màu nâu cho em này. Màu trắng này. Màu trắng cho em. Màu đỏ cho em ạ. Màu đỏ này. Và màu hồng. Ủa, có tầm chục màu luôn ạ. Nó có tầm 10 màu luôn ý. Đấy. Mã hàng cho em là V11. V11 kèm số điện thoại ạ. Lấy cho em cả áo đá lại chị. Ôi đợi em tiếp, em lên áo đá nữa chứ các chị nhá. Áo cổ tròn không có thêu chữ ở em. Thêu á? Chữ thêu nhà em có. Các chị thích chữ thêu nên chữ thêu luôn. Cho chị áo cổ bể nhé. Chị ơi lên mã hàng đấy chị nhá. Chị nhà em đều có mã hàng ấy. Các chị phải comment được cái mã hàng mới lên được đơn. Chị Hồ Thị Thí ok chốt V11 này. V11 và kèm theo số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ. Ok chị Huyền Lưu. Đây nhá các chị ơi. Nó có 10 màu với dạng 1, 2 này, 3 màu này, 4 màu này, 5 màu này, 6 màu này, 7 màu này, 8 màu này, 9 màu luôn các chị ạ. Sợ thật đấy, nhiều màu dã man mà toàn màu đẹp thôi các chị ơi. Toàn màu đẹp thôi ạ. V11 các chị nhá. Chị Đỗ Giang có, Đặng Phương có, Vi Thị Phương ok chốt đơn hàng ạ. V11 và cách số điện thoại cho em các chị yêu mình chốt đơn. Rồi em qua mẫu luôn nhá. Chấm bi các chị này, áo đá chấm bi.
Quần em mặc không chị ơi, xuân mùa ok, chốt đơn V11 ạ. Không đợi em tí, vẫn nhà em vẫn còn không mà. Làm sao đã hết được không nhà em? 5.000 hàng mới về, sao đã hết được? Tiếp theo chấm bi các chị ơi, chấm bi cho em ạ. Các chị lên mã này cho em là đá. Đá mã này là đá 597 các chị nhá. Đá 597 cộng số điện thoại ạ. Đá 597 và kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Đây cái gì này? Cái này em tặng các chị kèm đơn nhá. 160.000. Được chưa? Ngày hôm nay tặng các chị nốt 160.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng cho em là mua áo đi Bắc Lai là sao? Đá 597 cho em ạ, MLXL 3 size. Em chốt các chị 40 cân đến 65 cân. Từ 40 cân cho đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Đá 597 và cộng số điện thoại các chị nhá. Đá 597 và cộng số điện thoại cho em 160.000 một áo. Đủ size MLX ạ. Ok chưa? Đủ size MLXL. Các chị lên đơn hàng ạ, kèm số điện thoại cho em ạ. Đá 597 ạ. Chị Trần Thị Phòng ok, chốt đơn hàng hàng Quảng Châu cho em các chị nhá. Đá rất là sáng luôn. Đá đẹp ạ, sáng ạ, màu rất là sang luôn các chị ạ. 597 ạ. V11 là 145.000 chị ơi. Chị Vũ Bắc á, nhiệt K7 trắng đen mà không thấy gọi chốt đơn à? Nhiệt K7 thì mình còn không em ơi? K7. Làm gì K7 phải K7 là khoác len mà chị. K7 là áo khoác len mà, có phải là giữ nhiệt vợ K7 đâu. Đấy chị nhớ nhầm mã rồi. Chị Vân Đào ok chốt đá 597 á. 597 là chấm bi mà chị. 597 mặc là chấm bi mà chị Vân Đào. Có nhầm không chị? Xuân Mùa ok chốt V8 này. Chị Nương Áo ok chốt V9, V11 này. Chị Nguyễn Thị Gấm ok em chốt đơn hàng nhá. Mã em mặc là 597 là chấm bi. Đấy chấm bi cho em. Chấm bi của mã này các chị lên đơn hàng cho em ạ. Chất thị luôn các chị nhá. Rồi, Chu Định ok. Chị Kim Thơ Nguyễn Thị ok em chốt đơn hàng ạ. Mã lại đá 597 các chị này. Q3 size L á. Ơ, đang hết à? Có cái mấy cái mã tay lông lông kia nó về thêm ấy. Để em xem nó là mã như nào này. Mấy giờ rồi mấy đứa ơi? Cái điện thoại mình đâu ấy nhở? Mua từ kế nữa. Năm 97 em xá các chị 160.000 chị ạ. 160.000 một áo. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em nhé. Đá 597 ạ. Như nào? Nào, cái hương là bao nhiêu? 16. Thế hàng bao nhiêu? Đứa nào nhiều nhất? Hàng nhiều nhất, hàng nhiều nhất. Hàng bằng nhau. Em 25. Em là có cần cọc được chiều gì? Vâng, cái vẫn cọc buổi chiều. Em hết buổi tối thôi, chiều không có áo gen 623 em còn chị Hồng Trần ơi. À, mấy đứa nhìn thấy cái mã 623 để ở chỗ nào không? K7 thì em vừa like xong nó là áo len mà, áo khoác len mà. Đây cái mã này em tặng các chị kèm đơn hàng luôn này. Mã này có cả MLX các chị ơi. MLXL của hàng FT3. ML chất lượng còn chị Nguyễn Hương ơi, chị cứ lên là mã chất lượng và kèm số điện thoại cho em nhá. Chất lượng và kèm số điện thoại cho em là cái mã áo khoác ấy. Áo khoác em lên rồi đấy, chị cứ comment mã hàng đi, thì mã đấy em vẫn đang bán.
Đây các chị ơi, lấy mẫu này kèm đơn hàng luôn các chị này. Mẫu này các chị lấy kèm đơn luôn. Kỷ niệm các chị một mã đi. Đúng không ạ? Kỷ niệm cho các chị một mã đi ạ. Lên đơn này cho em là mã đá 129. Đá 29 nhé các chị nhé. Comment em vào đá 29 á. Cách số điện thoại cho em. Đá 29 và cách số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng này. Em có 3 size là MLXL các chị nhá. 3 size MLXL em xả các chị đu là 139.000 đồng một áo. 139.000 đồng các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. 139.000 ạ. 139.000 đồng cho em mã này ạ. Đó, 139 cộng số điện thoại ạ. Các chị lên đơn. À mà thôi, cái này em bán tặng kèm đơn đi. 120.000 đi. Để cho em xả luôn 120.000 cho các chị kèm đơn nhá các chị nhá. 3 size MLX. Em vừa bán vừa tặng luôn mã này đi. Đá thôi em bán nốt 120 mà chị, không phải 139 đâu. Em bán 139 các chị vẫn mua bình thường, nhưng mà thôi em tặng các chị kỷ niệm các chị luôn 120.000. Mã này các chị comment của em là đá 39. Cách số điện thoại ạ. 120.000 chị ơi, bán các chị 120 đi, sửa giá của em cả. 120.000 một áo. Để chạm 120.000 một áo. Lên cho là đá 39 ạ, cộng số điện thoại ạ. Đá 39 và cộng số điện thoại cho em. Đá 29. À đá 29, 120.000. 120.000 ạ, 3 size MLXL. Đây chị là hàng của FT3 luôn các chị nhá. Hàng của FT3 luôn các chị, nhìn hàng của nó các chị biết đúng không ạ? Em xả luôn 120.000. Đấy, 3 size MLXL các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em. Đẹp lắm luôn các chị này. Đá. Đá 29. Đá 29. Chị Tu Hiền ơi, comment lại mã hàng cho em đi. Chị Ngô ơi, ok em chốt đơn hàng này. Đá 29 ạ, kèm số điện thoại cho em ạ, 100 ạ. 120.000. MLXL cái này kèm đơn hàng đấy chị nhá. Tặng các chị kèm đơn là luôn mã này đi. Thì em còn nó còn sót này chị này. Mã này em bị sót cọc đấy. Em bị lẻ. Cái chạm mã này em bị lẻ luôn các chị, nhìn hàng cho em ạ, đẹp chị luôn ạ. Toàn bộ hàng Quảng Châu bây giờ các chị ơi, em bán rẻ hơn cả hàng xưởng luôn. Em bán rẻ hơn cả hàng kiểu là nó hàng full size luôn các chị nhá. Chị Dung Phạm ạ. Thì mã này em có size các chị dưới 65 cân đấy. 40 65 cân em chốt đơn. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đây 623 em còn chị ơi, 623 em còn. Các chị lên mã này là đá 6 à, đá 29. Đá 29 cho em ạ. Em tặng các chị 120.000 một áo các chị nhá. 120.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng một cộng số điện thoại cho em. Chị Mai Hương, chị Thơm, chị Trần Thị Phòng có, chị Thanh Hoa ok em chốt đơn ạ. Đá 29 các chị ngắm kỹ cho em cái form dáng của nó này. Rất là đẹp luôn. Chị Liên Hoàng ok. Mã này cho em nhập nhiều lắm nhưng mà còn sót ít thôi đấy. Em còn sót tầm khoảng 100 cái. Sót tầm khoảng 100 cái, nó bị lẻ. À, là bị quên ấy. Đá 29 đúng không? Cộng số điện thoại các chị này. Các chị nhìn cái phần tay của nó nhá. Rất là đẹp luôn các chị này. Đấy chứ ạ, đá 29 ạ, cộng số điện thoại cho em là 120.000 một áo. MLXL 3 size ạ. MLXL em có 3 size ạ. Các chị lên đơn hàng ạ, chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em. Cái mã mà có ung sao sao nhiều nhiều bên trong các chị. Luôn này. Mã này cũng bị sót hàng luôn các chị nhá. Xịn lắm. Mã này là đá 468. Các chị comment em là đá 468 và cộng số điện thoại ạ. Đá 468 và cộng số điện thoại cho em. Các chị nhìn này. Đẹp mê hồn luôn các chị ơi. Đá 468 cho em ạ. 3 size đúng không? Nhưng mã này vẫn còn 3 size mở lấy. Mã này em cũng vẫn còn 3 size MLXL. Các chị comment của em là đá 468 ạ. Đá 468 cho em tặng các chị nốt 130.000 một áo. Ok chưa ạ? Từ khoảng là 45 cân đến 65 cân.
45 cân đến 65 cân thì em có size vừa. Các chị nhìn hàng đá cho em này. Em xả nốt 130 các chị yêu nhá. Em xả nốt 130.000. Được chưa? Các chị lấy kèm đơn luôn này. 130.000 đồng các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. Đá 468 á. Đá 468 em ơi các chị này. Em xả con này có rẻ quá không ạ các chị? Cái này là em loan kỷ niệm các chị nhá. Em loan kỷ niệm luôn các chị một mã này ạ. Đá 468 cho em. Các chị ơi dòng tem 2. Để chạm dòng tem 2 cho em như này ạ. Đá 468 cách số điện thoại cho em. 130.000 một áo. Để chạm 130.000. Phong các chị thoải mái các chị 68 cân mặc được. Đấy 45 46 cân đến 67 68 các chị chốt đơn nhá. Đến 67 68 các chị chốt đơn hàng ạ. Đá 468 cách số điện thoại cho em. Cái này mà em lên lúc đầu like là không có hàng chốt luôn ý. Cái mẫu này em kỷ niệm cho mã các chị xem sau tại vì là cái mã còn số lượng ít. Cái mã còn số đi 6-7 cân được chị ơi. Nó chất nó co giãn thoải mái luôn chị. Đem mặc cái size nhỏ nhất chị nhá. Đem mặc size nhỏ nhất này. Đấy, size nhỏ các chị thoải mái 58 cân đổ về cho em. Size L các chị 65 cân ạ. À. Size XL các chị thoải mái 67-68 cân. Có đến 70 cân các chị bon chen được tại vì hàng này nó co giãn thoải mái. Đá 468 130.000. Ok chị ạ, 130.000 đồng một áo các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Các chị lên đơn hàng một cộng số điện thoại cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn các chị này. Đá 468 cho em. Đấy, đá 468 ạ. Kèm số điện thoại các chị chốt đơn nhá. Chị Tân Thị Hường, bây giờ em chưa tìm được áo da không lót lông đâu. Tại vì là nhân viên buổi tối nó nghỉ. Chưa tìm được ạ. Chị Tuyết Cao có, Bình Yên ok. Chị Ngọc Bích có, chị Đỗ Dung ok. Chốt đơn hàng ạ. Đá 468 ạ. Cộng số điện thoại cho em với ạ. 130.000 một áo. 130.000 đồng một áo ạ. Chị Lê, chị Liên ok. Chốt đơn dồn này. Áo da hay áo đá bị lỗi? Cái nào lỗi gửi lại em đổi cho. Em đổi thoải mái các chị mà. Đấy, những cái hàng nó bị lỗi thì các chị gửi lại em đổi. Chị Phạm Thu ok em chốt đơn ạ. À. Quần em mặc hết rồi chị ơi. Có bộ nhung công em, có bộ nhung chị Ngô Duyên rồi. Chị ơi lạnh lạnh cái khách hàng đang hỏi bộ nhung ấy kìa. Các chị ý đang hỏi bộ nhung kìa. Đây, lấy cho em một cái... Em tặng các chị cái áo di lê dạ ấy, dạ kẻ ấy à. Bây giờ cho các chị chọn được cái size vừa nhá. Còn kiểu thì em có mấy kiểu khác nhau đấy. Đấy, đưa bốc hết cho em cả cái đấy rồi. Em giá này là giá em tặng, em loan tặng nhá các chị nhá. Em loan tặng chứ là chị yêu mình gọi là cứ chọn cho em được cái size vừa thôi. Em không còn đủ size nữa. Em không đủ size, các chị nhìn xem một con vest dạ hàng di lê ấy chị nhá. Vest dạ di lê. Đa số là em còn size M ạ. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ hàng Quảng Châu này. Được chưa ạ, toàn bộ của nó hàng Quảng Châu ạ. Đợt trước của nó là 600 mấy. Được chưa ạ, toàn bộ hàng hơn 600.000. Các chị nhìn hàng ạ, toàn bộ của nó hàng cao cấp đấy các chị ơi. Bây giờ các chị cố gắng cho em ạ, chọn cho em được cái size vừa. Còn cái kiểu thì chị em mình cứ hoan hỉ cho em được cái kiểu của nó nhá. Các chị comment là vest dạ di lê ạ. Được chưa ạ, comment của em là dạ di lê cộng số điện thoại cho em. Các chị này dạ di lê kèm số điện thoại cho em ạ. Em loa xin phép là mà em kỷ niệm nhá các chị nhá. Em kỷ niệm luôn ạ. Xịn mịn tuyệt đối luôn. Chắc chắn là nó sẽ có size các chị từ khoảng là 45 cân. 45 cân ạ. Cho đến tầm khoảng 55 cân đổ về thôi ạ. Chị nào ở cái khoảng cân là từ khoảng là 45 cân đến tầm 55 cân đổ về các chị chốt đơn. 45 cân đến 55 cân đổ về các chị chốt đơn hàng ạ. Được cái nói chung là các chị chọn xem size vừa nhá. Còn không chọn kiểu đúng không ạ? Em xả các chị luôn ạ, 260.000 một áo. 260.000 đồng. Các chị đợt trước mua rẻ nhất cũng là nếu mà giá thị trường cũng phải hơn 600.000. Hơn 600.000 hàng tại vì hàng này hàng Quảng Châu chứ không phải là hàng Việt Nam. Đấy, nó cũng phải hơn 600.000 một áo. Các chị comment em là dạ di lê, em tặng các chị 260. Để chị ạ, 260.000 đồng ạ các chị này, khoác ngoài cho em cho xinh. Em đang lười tay cái mẫu này các chị mặc với lại là sock, với sock dạ ấy, sock da ấy. Đấy, mặc lên rất là đẹp luôn. Các chị comment là dạ di lê và cộng số điện thoại ạ. Dạ di lê, cái mẫu này các chị mặc với quần tất hoặc là mặc với sock ấy, mặc với sock. Dạ di lê cho em ạ, 260 luôn. Em xả luôn 260, còn đa số là còn size M thôi. Đa số em chỉ còn size M, các chị này nó là dạ kẻ ạ. 260.000 đồng là em tặng các chị yêu nhá. Giá này ngoại trường các chị nhập vào không được đâu. Các chị nhập vào không được. Dạ di lê cộng số điện thoại cho em ạ. 57 cân này. 57 cân em sợ không vừa đây các chị này. Toàn hàng đẹp thế này thôi. Chị công cân bao nhiêu cân rồi? Công cân là 100 m. Thế à? Ôi thế thì chị lại làm mấy cái luôn chị ơi.
Thế nếu mà phục vừa xây mờ làm luôn mấy chiếc cho em này. Toàn hậu hàng cao cấp chứ các chị ơi. Các chị nhìn hàng này. Đấy chị ạ, dạ di lê cộng số điện thoại cho em. Đa số là chỉ còn size M thôi. Các chị nhá, đa số em chỉ còn size M thôi ạ. Lên đơn hàng ạ, kèm số điện thoại cho em. Bây giờ em tặng các chị rẻ hơn cả hàng mà các chị hàng xưởng luôn ý. Bây giờ các chị đi may một con áo dạ ấy, áo vét bình thường mà tiền công cũng đã 200 mấy tiền công rồi đúng không ạ? 300 nghìn, 250 tiền công rồi. Bây giờ em sạc các chị có 250 nghìn một áo. Của nó là hàng dạ di lê các chị nhá. Dạ di lê cho em ạ, nó có nhiều mẫu lắm. Nó kia nhiều mẫu lắm các chị này. Dạ di lê và kèm số điện thoại cho em ạ, 260 nghìn. Em đoan kỷ niệm nhé các chị nhá. Đấy, nhận được hàng gọi là sướng nhức nách luôn, đẹp, tuyệt vời luôn mã này ạ. Cái này chị Cảnh cũng vừa không nhà Huyền à? Đây, chị Cảnh mặc cái này là vừa mà. Ngành hôm nay không thấy đâu nhở. Đấy, các chị nhìn hàng này. Lên mã hàng kèm số điện thoại. Đây các chị này. Cũng nhiều kiểu lắm. Tổng hợp lại lên, đa số là còn size M ạ. Đa số em còn size M, cái này còn 10-15 cái thôi. Còn 10-15 cái đấy các chị nhá. Dạ di lê ạ, kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn. Ok chị ạ, dạ di lê và kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng. Chất nó đẹp quá luôn các chị này. Đấy, chất đanh dày dặn luôn nhá, 260.000 cho các bác luôn ạ. Được chưa? 260.000 đồng cho các chị luôn. Từ 45 cân đến 55 cân. Thường là còn size các chị bây giờ là chỉ còn size từ 45 đến 55 cân thôi. Những chị nào tầm mức cân là 45 đến 50, 51, 52 cân là các chị thoải mái nhá. Là đều có size các chị vừa. Đấy. Kẻ nó sẽ có mấy kiểu khác nhau, nó có thể là 5-6 kiểu. 5-6 kiểu khác nhau. 54 cân vừa chị ạ. Dạ di lê. Cộng số điện thoại. 57 cân không vừa đâu chị ơi. 57 cân thì không vừa được. Em hết size to rồi, có size nhỏ thôi ạ. Quần bò size to à. Bây giờ có phân được mẫu không? Bây giờ không phân được mẫu đâu. Bây giờ là không phân được mẫu. Này đủ size sung sướng quá các chị ạ. Mã này em đủ size luôn này. Bây giờ ngại nhất là bán lẻ size nhưng mã này em vẫn đủ size nhá các chị nhá. Mã này em vẫn đủ size luôn ạ. Đá 89 đây. Nãy các chị hỏi mã đá 89 mà em chưa biết là mã nào bây giờ mới tìm thấy. Bây giờ em mới tìm thấy luôn ạ. Đá 89 mà kèm số điện thoại ạ. Đá 89 mà kèm số điện thoại trên mẫu này ạ. Thế nhân đơn tối nay chúng nó chưa động đến đúng không? Chưa nay chưa động đến nào luôn, tối qua chưa xong. Trưa nay chưa đọc đến tí nào, rồi qua chưa xong. Đây các chị này. Mã này các chị yêu lên trên là đá 89 nhá các chị yêu nhá. MLXL3 size ạ. MLXL3 size các chị lên đơn hàng cho em là đá 89 và kèm số điện thoại ạ. Bộ nhung á, đợi em tí em xong bộ áo đá em lên luôn bộ nhung nhá các chị nhá. Mã này đá 89 cho em. Ok chị ạ, 3 size MLXL các chị lên đơn hàng cho em ạ. Mẫu này em có 3 size nhá. Ủa cái cổ xinh nhỉ. Đá màu cho em này. 180.000 một áo các chị nhá. 180. Mã này đủ size đấy các chị ạ. Từ 42, 43 cân đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 42, 43 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị có phải là đá 89 và cộng số điện thoại ạ. Xịn đét ạ. Thực sự luôn ạ. Đẹp mê ly luôn các chị nhá. Đá 89 ạ. Lên số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Đẹp quá nhỉ. Cái mẫu này là để trong góc là không tìm thấy. Bây giờ mới nhìn thấy các chị ạ. Mẫu đấy các chị hỏi mã này em còn không mà em không nhớ chị ạ, bây giờ mới tìm thấy. Đấy, không biết là chị con còn trên line không? Tại vì là chắc là các chị ở gần nhà các chị mua rồi hay là như thế nào đấy các chị mới hỏi. Đấy thấy gọi là thấy một hai chị là mua rồi mặc đẹp cho các chị hỏi mẫu này này. Cái mẫu này là hết luôn đấy, không có hàng về bù nữa đâu các chị này. Mẫu đá 89 cho em ạ. Đá 89 và lên số điện thoại cho em 180.000 một áo các chị nhá. 180.000 ạ.
chị ơi, đá 89 là MLXL 3 size. Chị Trần Thị Phòng ok chốt đơn rồi này. Chị Hải Hồng có, chị Trần Linh ok em chốt đơn ạ. À, Nguyên ơi, nhìn hộ chị cái bộ nhung với. Đá 89 180.000 các chị nhá. K8 mono cây chị Phương Thúy ạ. Chị Thanh Hoa có, chị Mai Hương chốt đơn ạ. Đá màu đẹp lắm các chị ạ. Đá còn là đá pha màu. Chị Lê Hảo có đá 89 này, 180. Chị Giang Nguyễn có đá 89 ạ. Chị Hồng Hạnh có đá 89 này. À, chị Hà Đoàn ok có dạng như Lê ạ. Chị Lê Thị Quyên có đá 89 này. Đẹp lắm luôn các chị ơi. Mà em bị sót đấy các chị này. Em bị sót đấy. Em bảo vệ không đẹp không lấy tiền luôn. Mặc đẹp nhất đấy. Chị Trần Hoa, chị Thí Thí ok có đơn ạ. Đá 89 cộng số điện thoại nhá. Quần bò to em chưa tìm được hàng ở chỗ nào luôn ý. Đấy. Ngày mai em bảo nhân viên kiểm. Tại vì là quần bò nó sẽ có sai số. Bây giờ phải kiểm mẫu, kiểm hàng. Quần bò thổ nó sẽ là kiểu nan ná như nhau ấy. Dũng Quang ok chỗ đá 89 này. À khoác em lên rồi mà chị. Khoác lên rồi. Mã đá 89 cho em mẫu này ạ. Rồi em một chút em lên đồ bộ nhung nhá. 611 611 y như là một size to. Còn như XL. Chị Hồng Mạnh ạ, Chu Định ạ, Vũ Thị Thủy Thủy ok. Đây bộ nhung cho em nhá. Bộ nhung các chị này. Thời tiết này các chị mặc bộ nhung thì cứ có thể gọi là phê tít luôn, ấm nhất các chị nha. Được chưa ạ? Bộ nhung các chị ơi, mã này là mã bộ nhung mấy đây? 1. Bộ nhung 1 đúng không ạ? Đây chị này, để trước toàn bộ hàng hơn 800. Toàn bộ là hàng hơn 800 nghìn đấy các chị yêu. Nhưng mà ngày hôm nay các chị này lại sửa giá rồi các chị ơi. Chị Thu Hiền comment nhiều thế. Comment ít thôi, comment nhiều vậy. Comment nhiều thế nó báo comment chèn hết ở cái phần người khác rồi. Em nhá. Bộ nhung cho em ạ. Thôi hôm nay bán nốt, bán nốt các chị gọn mã này nhá. Được chưa? Những chị nào hôm trước đã mua bộ nhung này như em rồi cho em xin một cái phản hồi. Được chưa? Đã mua bộ nhung này như em rồi cho em xin một cái phản hồi ạ. Nhưng mà ngày hôm nay các chị sẽ được mua giá rẻ hơn giá hôm trước. Đấy tại vì là em còn rất là ít các chị nhá, em đang còn rất là ít ạ. Ok chưa các bác ạ? Áo đang mặc là đá 89 chị ơi, áo đang mặc là đá 89. Đây các chị này, bộ nhung là bộ nhung 1 đúng không? Bộ nhung 1 em mặc thử các chị siêu mình xem luôn nhé. 3 size SML ạ. Đấy, 3 size SML các chị lên đơn hàng cho em ạ. Huyền vẫn đang chốt đơn à? Hay đang gửi tin nhắn đây? Ngày hôm nay tặng nốt còn bao nhiêu bộ ấy nhỉ? Bộ này bộ nhung này còn nhiều không? Còn hả? Chục bộ đúng không? Còn tầm chục bộ này. À phông cổ tròn em đen rồi. Rồi đã nhận được bộ nhung đẹp xuất sắc, em cảm ơn chị luôn. Bộ này em sẽ có là màu màu này là màu đen. Đen của nó sẽ là pha hồng các chị nhá. Được chưa? Đen pha hồng với là đen pha đỏ. Đen pha hồng với đen pha đỏ, hai màu pha cho em như này. Đấy, SML 3 size các chị từ khoảng là 42 cân đến tầm 60 cân. 42 cân đến 60 cân đổ với em chút đơn hàng. Các chị comment cho là bộ nhung 1 ạ. Hôm trước các chị mua giá sẽ cao hơn đúng không ạ? Nhưng bây giờ em còn tầm 10 bộ thôi. Em còn tầm 10 bộ, các chốt các chị nốt này. 399.000. Em ơi, nó dày, nó đẹp, nó ấm luôn các chị nhá. Em bảo đối giá thị trường các chị vẫn đang mua hơn 800 bộ này. Vẫn đang mua hơn 800. Em nếu mà em bán bằng giá của hôm trước em vẫn bán được bình thường. Nhưng bây giờ em còn chốt tầm 10 bộ thôi. Em còn sót tầm 10 bộ. Ngày mai chị nào mình được bình hoa nỉ cho em ạ. Toàn bộ nhung của hàng Quảng Châu luôn các chị này. Đẹp lắm luôn này, 46 cân mét 50 vừa chị Hiền Phạm nhá. Các chị comment em là bộ nhung 1 ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ. 399.000 ạ. Được chưa? 399.000 đồng một bộ. Các chị lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. Chị nào nhanh tay mình có đơn.
Ok chị ạ, chị nào nhanh tay mình có đơn hàng ạ, bộ nhung 1 cho em ạ, 399 các chị yêu nha. Em ơi chất này các chị nhìn này. Đấy chị ạ, chất nó dày, nó ranh lắm các chị ơi. Đấy chị ạ, quần của nó sẽ là bo gấu cho em, bộ nhung 1 cho em ạ. Màu này em sẽ gọi là pha hồng các chị nhá, pha hồng với pha đỏ. Ngày mai các chị báo nhân viên là cho chị bộ nhung 1 pha viền đỏ hoặc là pha viền hồng 399. Chị chờ mãi chốt cho chị nhé. Ok chị luôn. Chứ các chị cứ lấy lẻ số điện thoại ngày mai để ý nghe máy cho em là mình có đơn thôi. Đấy, để ý ngày mai nghe máy cho em là mình có đơn hàng ạ. Bộ nhung 1 đã cộng số điện thoại cho em ạ, 399.000 đồng một bộ ngày hôm nay. Ok không ạ? Tại vì em còn tầm sót 10 bộ thôi. Em còn sót tầm 10 bộ ạ. Các chị lên đơn cho em mẫu này ạ, 399.000. Rẻ đẹp thực sự luôn. Bộ chu em hết hàng rồi chị ơi. Bộ chu em hết rồi. 399. Cách số điện thoại cho em, bộ nhung 1 các chị nhá. Bộ nhung 1 399.000 các chị này. Hôm nay sale rẻ, hôm trước là bán 400 mấy? 439. 440.000 có tranh nhau. Ngày hôm nay giảm giúp các chị 399.000 đồng ạ. À, dưới 60 cân em có size vừa các chị nhá. 42 cân đến 60 cân. Ok chị ạ, 42 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng. Các chị comment là em là bộ nhung 1 và cộng số điện thoại ạ. Ấm lắm luôn các chị ơi. Em tề luôn bộ này mặc sướng này. Chất nhung là sướng. Bộ chu em hết rồi. Nó còn cái bộ nhung 1 này là em về sau là nó còn sót tầm 10 bộ thôi. Sót tầm 10 bộ ạ. Các chị lên đơn hàng cho em, các chị có đơn nhá. Chị Nguyễn Hải đăng cho em xin lại số điện thoại của chị với. B47 màu xanh than với lại pha xanh than pha vàng em vẫn còn đấy ạ. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho em là mình có đơn thôi. Chị Hiền Phạm ok em chốt đơn hàng ạ. Cái áo này em đang còn nguyên size XL, chị nào chốt nốt không ạ? Còn nguyên size XL, các chị tầm khoảng 58 cân đến 65 cân. Tầm 58 cân đến 65 cân ạ. Các em tí nhá. Không lót nỉ, bên trong nó không lót nỉ nhưng mà nó dày chị ạ. Chị Hà Hương ơi thoải mái ấm luôn. Đây các chị này, chất của nó cầm nó nặng như thế này không mà. Cần gì phải lót nỉ đâu chị. Thoải mái ấm cho em rồi. Đấy, các chị nhìn cho em nó nặng, nó dày như thế này mà chị ơi. Đấy chưa? SML 3 size ạ, SML 3 size chị Lê Hiền Phạm Thị Hoa có, mình không nhanh mình cũng hết thôi các chị ơi. Hôm nay em xả có 400.000 bộ. Em xả có 400.000 đồng một bộ, các chị lên chuẩn mã hàng cho em nhé. Chị Hiền Nguyễn có, chị Mai Hương có, Lê Hiền có này. À, pha hồng với pha đỏ, đỏ của nó pha đỏ đô các chị nhá. Đỏ bên ngoài là pha đỏ đô. Chị Hiền Phạm có này. Rồi, ok qua mẫu đi, còn tầm 10 bộ. Còn 10 bộ thôi. SML 3 size. SML 3 size ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Sao những cái gì nó để trong kia nhiều vậy? Gì? Đơn cọc à? Cọc. Mỗi đứa một xiên. Mỗi đứa có phải hai một chuyển. Chị Hà Hương có số điện thoại ạ. Ok. 181166. Có túi chị đây. Có túi mà. Đây này chị này. Hàng đẹp, chất nhung nó mềm, để chị hàng Quảng Châu các chị cũng phải suy nghĩ luôn. Chất nó đẹp lắm, có túi và có mũ luôn. Đấy, bộ nhung là có túi có mũ luôn ạ, 399.000 đồng là giá sale rồi. Các chị đã nhận được trước, các chị biết chất rồi đúng không ạ? 399 ạ. Cái bộ nhung ở trên này nữa này. Nó cứ cả màu nâu. Có ai lấy hộ em ở trên nóc kìa. Ờ trên cao cao kìa. Thôi chị ơi, không phải vô lý đâu. Chị Hiền Nguyễn rồi ok chị luôn. Chị Nai Nhung Trần có này. Khoác ra để mai em lên chị nhá. Khoác ra nhà em có mẫu lẻ, có cả mẫu lẻ nữa. Bộ đang mặc là 399.000 đồng chị ơi, hôm nay em sale nhé chị nhá. Sale 399.000 đồng, các chị lên đơn hàng cho em mẫu này kèm số điện thoại ạ. Đây các chị ơi, bác nào mặc vừa cái đá 611 các chị chốt luôn này. Đá 611 em lên luôn mẫu này cho các chị lấy dồn đơn nhá. Còn size to này ạ. Đá 611 em đang còn size to. Cho các chị nhà mình cứ tầm khoảng 58 cân đến 65 cân nhá. 58 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Còn nguyên size XL các chị lấy kèm đơn. Bộ này đẹp lắm, chị nhận hàng rồi. Nay rẻ hơn đó em, chất dày dặn nhỉ chị nhỉ. Hàng đẹp đấy. Hàng đẹp cho qua là em xả rẻ thôi.
Chứ bộ này, nếu mà bộ đấy bên ngoài người ta cũng bán các chị hơn 800 đấy. Áo này XL các chị từ 58 cân đến 65 cân. 58 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. À. Em tặng các chị nốt này hôm nay là 160.000 nhá. Còn nguyên size XL thôi ạ. À. Mã này các chị lên cho em là đá 611 ạ. À. Đá 611 cộng số điện thoại cho em 160.000. Đá 611 ạ. À. Các chị lấy kèm đơn luôn, em còn nguyên size XL đấy nhá. Các chị có vẻ đá 611 XL cho em ạ, 58 đến 65 cân ạ. Từ 58 cân đến 65 cân em chốt đơn. Bộ có mẫu nhung nào nữa không ạ? Có chị ơi, nhưng mà em chưa tìm được tại vì nó ở trên cao kìa. Đấy, bộ này dày lắm, từ hôm chị mua về mà trời chưa rét đậm mà mặc. Đấy, có chị lúc nãy hỏi là em ơi bên trong nó có lót nỉ không thì nó dày thế này, lót nỉ vào thì nó cộm lắm. Đấy, bình thường bộ nhung em đã dày rồi. Bộ nhung nó đã dày rồi ạ. Bò tổ em còn. Đá 611 em còn XL, các chị comment luôn cái này dồn đơn luôn nhá, 160.000, hôm trước là 280. Bây giờ tặng các chị nốt 160.000. Nó còn nguyên lẻ size chị ạ, đá 611 XL cộng số điện thoại cho em. Đẹp lắm nhưng mà nó hết hàng rồi, còn nguyên một size. Còn nguyên size XL thôi các chị ơi. Lên mã này cho em là đá 611 ạ, XL cộng số điện thoại ạ. Chị nào có tầm 58 đến 65 cân các chị lấy dồn đơn luôn nhá. Em còn đọc tên nữa, ngày mai chị nào có đơn các chị cứ lấy thêm cái đoạn đá 611 này. Xịn đẹp. Đấy, chất lượng luôn ạ, đá 611 đã lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Nâu á, nâu của bộ nhung á. À còn đấy chị này. Thế thì lấy cái bộ nhung 2 nữa, nhung 2 là màu nâu. Đây này chị ơi. Nhung 2 của nó sẽ là nâu pha nâu pha đen với nâu pha trắng. Nâu pha đen với nâu pha trắng. Bộ gấu 46 cân 1m50 có 46 cân 1m50 có vừa bộ gấu của size M nhưng không biết nó còn size M không ý. 62 cân ạ, có vừa đá 611 chị nhá, thoải mái luôn. Co giãn mà chị, nó là size XL đấy. Size XL các chị thoải mái cho em. XL các chị thoải mái cho em ạ. Đá 611 cộng số điện thoại mà em không còn nhiều đâu chị ơi. Còn ít thôi. Đây là chị này, màu nâu này. Nâu này thì em sẽ có nâu pha đen. Để chạm nâu pha đen với lại nâu pha trắng như này. Để chạm nâu pha trắng này. Còn đây là nâu pha đen. Mã này các chị comment em là bộ nhung 2 nhá. Chị nào ngày mai ạ, không chốt được bộ nhung 1 các chị chuyển sang mã bộ nhung 2 đi. Em tặng các chị nốt ngày hôm nay cũng 400. Để cho em cũng tặng nốt các chị ngày hôm nay cũng 400.000. Các chị lên đơn hàng cho là bộ nhung 2 và kèm số điện thoại. Em mặc thử các chị mình xem luôn nhá. Em mặc thử các chị xem luôn này. Đây là bộ nhung 2, đây pha trắng này, nâu pha trắng. Nó sẽ là nâu, nó sẽ có nâu đậm này và nâu nhạt. Hai màu. Nó giống cái nhung 1 ấy, nhưng mà nó là em sẽ lên các chị cái mã này là nhung 2. Đây bộ nhung 2 cho em ạ. Bằng tiền luôn 400 nha các chị nhá. Để trạng ngày hôm nay xả các chị bằng bộ nhung 1 là 400.000. Đây là bộ nhung 2 cho em ạ, SML 3 size ạ. SML 3 size. Các chị lên đơn hàng cho em là bộ nhung 2 ạ. Mẫu này em sẽ có là nâu pha mới đen. Để trạng và nâu pha trắng. Em mặc là nâu pha trắng các chị nhá. Trắng của nó màu trắng kiểu màu trắng kem ấy, trắng bê như này ấy. Đấy và nâu pha đen. Nâu pha đen nó sẽ là màu nâu này này các chị này. Các chị chọn cho em ạ, nâu pha đen hoặc là nâu pha trắng nhá. Đây là nâu pha đen này. Đấy, nâu pha đen bộ nhung 2 em xả 400 ạ. Em xả 400.000. Bộ này chất dày đanh chất lắm các chị ơi, hàng Quảng Châu cho em ạ. Lên đơn hàng cho là bộ nhung 2 và cộng số điện thoại các chị chốt đơn nhá chị yêu nhá. Đó, nâu pha đen với nâu pha trắng. Em mặc là nâu pha trắng các chị này. Xả 400.000 bộ các chị ơi, xả 400.000. Em bao giá luôn ạ, xả giá này là giá lỗ rồi. Lúc em được lại các chị có 20.000 một bộ thôi. Mà bây giờ em tặng các chị giá là 400.000. Hôm trước em bán các chị là 440 đúng không? Hôm nay em xả các chị 400. Còn giá bình thường ngoại trường các chị đang mua mức giá là suýt soát của nó 800.000 bộ cơ. Suýt soát của nó 800 hoặc hơn 800.000 một tí. Ngày hôm nay xả các chị luôn là 400.000 một bộ. Các chị coi là bộ nhung 2, 65 cân không vừa. Chị ơi dưới 60 cân thôi. Dưới 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Bộ nhung 2 ạ, kèm số điện thoại. Dưới 60 cân thôi chị à, quý chị không vừa nhá, 65 cân là không vừa đâu. Bộ này em phong các chị dưới 60 cân.
Đó, chị Ngô Huyền Trâm ok chút đơn hàng ạ. Nâu pha trắng và nâu pha đen. Chị Lan Đào có ạ, chị Dương Quyết có này. Đây, màu nâu pha đen nó sẽ đậm hơn nhá. Còn nâu pha trắng nó sẽ nhạt hơn như này. Chất nó dày như thế này mà các chị này. Chất nhung nó mịn lắm các chị ạ. Hàng nhung mịn cho em ạ. Thôi nốt bọn em nghỉ nhá. Bột dọc lên mét 50 vừa chị ạ, chị lấy đi. Lấy xe ép cho em mà vừa. Chị Nguyễn Mai nâu trắng ok. Chị Nhâm Bùi nâu trắng ok chốt đơn hàng ạ. Chị Nai Nhung Trần ok chốt đơn bộ nhung 2 này. Các chị cứ lên là bộ nhung 2, bộ nhung 1 cho em. Bộ nhung 2 ạ, 400.000 ạ. Em bao giá các chị luôn, giá này em giá xả rồi các chị nhá. Giá này giá xả rồi, các chị yên tâm luôn. Chất nó dày dặn như này, chị nào đã mua thì các chị biết chất rồi. Hôm nay xả rẻ hơn ấy. Hôm nay lại xả rẻ hơn. Hôm nay lạnh mà, hôm nay 10 mấy độ. Hôm nay có 16 độ, 15-16 độ. Bộ này ấm lắm. G14 màu trắng thì mình làm gì còn hàng. Chị ơi còn mỗi cái chỗ để thôi. G14 ý. Sáng nay còn hai con, một con Huyền với con hàng tranh nhau. Hết rồi, G14 màu trắng em đăng hết hàng. Chị Lan Thu ơi, chị Nai Nhung Trần ok chốt bộ nhung 2 ạ. Chị ơi gấp cái này vào đi, sợ sận là ấy hộ chị cái này vào. Huyền ơi, để nghỉ nào. Cái màu trắng à, con màu trắng nỗi trong này này gì đã đủ. G20 là cái gì? Nhà em làm gì có G20 hả chị? Bảo an. Chị Thanh Nga Thanh Vũ rồi ạ. À. Em nghỉ nhá các chị nhá. Ngày mai em lên tiếp. Đấy chẳng ngày mai lại lên tiếp nhá các chị nhá. Này, cái bán cái váy này cho mẹ chị Nga. Cái váy này Nga. Hả? Nga cứ đòi lấy. Không lấy chị. Lấy 62 cân không vừa chị ạ. Em chốt dưới 60 cân thôi. G14 màu đỏ á. Thế nên sao chị sang G14 màu đỏ còn cái nào không? À. Chị bảo này, cô về hôm qua có cái mẫu mấy mẫu một cô cài tay cúc cúc ấy. Em tặng các chị giờ này nhá, tại vì nó có mấy cái thôi. Đấy, chị nào chị thích hoàng gia. Như kiểu là cái gì nhỉ? Người ta gọi là cô thôi nhỉ. Đẹp lắm hả? Em thề luôn nhá, cái mã này em chỉ có tầm khoảng là 4-5 cái thôi. Được chưa ạ? Các chị nhìn này. Cái tay của nó yêu dã man luôn. Chị mặc cái đi. Được chưa? Em thử mặc các chị xem luôn nhá. Nhưng mà em chỉ có đúng 4 cái thôi các chị ạ. Em có đúng 4 cái thôi. Không mấy màu này. Đấy, em mix cho các chị xem luôn mã này ạ. Giờ này em mới nhớ ra nhưng mà cũng may là nếu mà lên giờ này thì mới có hàng để chốt chứ lên. Có một cái màu đó vang lên lúc mà nó đông đông người xem là không có hàng. Đấy. Cứ lấy cái lẫn 13 thì mới có 14 gì. Cẩn thận nha, nó lẫn nhau nhá. Lắc 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 cái vàng ấy chưa? Có mỗi cái rồi. Ừ, chứ một cái cũng lên. Thì giờ này lên giờ này thì mới có hàng chứ. Lên vào cái giờ đông đông người xem thì làm gì có hàng cho các chị. Màu này hấp dẫn thế. Màu hấp dẫn lắm. Trông chết. Trông buồn cười. Hả? Trông hay nửa. Sao? Cái dáng này của nó là dáng khoác khoác của choàng ấy. Dán kiểu tròn tròn đúng không? Có mấy cái? Nó có mấy cái? Có 6 cái, 7 cái, lại chục cái. Đây. Tùy đúng không? Nó có màu nào đúng không? Mẫu này là kiểu mẫu mới. Nâu đậm nâu nha. Tại vì hôm nay nó mới về, nó mới ra một cái mẫu mới này cho các chị ạ. Đây. Rồi.
Ôi cái này mà lên, em sự lên mà lên mà lúc đầu like ấy mà đông người xem thì không có đủ hàng. Cái này đẹp chứ, giá chẳng không đẹp. Có hàng để chốt luôn. Tay lỡ rồi. Tay của nó kiểu tay lỡ như này. Mặc lên mà thấy nó đẹp. Đấy chứ, tay của nó tay lỡ như này. Mã này các chị comment em là G15. Để chạ G15 mà kèm số điện thoại cho em ạ. G15 mà kèm số điện thoại ạ. Tao ghi đâu. Con này em thấy các chị đang mua ngoài hơn 1 triệu. Con này hơn 1 triệu giá bên ngoài. Hơn 1 triệu giá bên ngoài. Em tặng các chị nhá. 600. Để chạ màu nâu này. Màu nâu này. Để chạ màu be. Màu nâu, màu be. Màu đỏ có đúng một cái. Màu vàng có đúng một cái. Các chị nhìn màu cho em ạ, 600.000 ạ, chị nào nhanh tay mình được. Tại vì là hàng này nó em mới đặt mẫu thôi các chị ạ, em mới đặt mẫu, đặt mấy chiếc mẫu thôi. Đó, nếu mà các chị thích thì em sẽ cho về thêm. Nhưng mà mẫu này giá thị trường người ta đang bán hơn 1 triệu các chị ạ. Giá thị trường đang bán hơn 1 triệu cho các chị yêu. Để cho em tặng các chị luôn ạ, 600.000 đồng. Mã mới cho các chị thử luôn ạ. Mã mới các chị nhá. 600.000 một áo, con này áo kiểu áo choàng ấy. G15 màu nâu rồi các chị này. Nâu kiểu nâu nâu tây ấy chị nhá. Còn đầu be là be đậm như em ạ. Màu be đây, màu be có mấy chiếc? Be có 2 cái. Đúng không? Be có 2 cái. Đỏ có 1 cái, vàng 1 cái. Mã này các chị có vẻ là G15, 600.000 một áo. 600.000 đồng. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Ok chưa ạ? G15 màu be ạ. Cách số điện thoại cho em mình chốt đơn. Thế nào để rơi con màu cam xuống này. À không phải, cái này phải treo lên chứ. Đây treo lên. Rồi các chị ơi, đây màu be. Màu be cho em ạ. Form này cho các chị nói chung là để mà vừa thì các chị tầm khoảng là 60 62 cân nhỉ. Đấy chị ạ, tầm 63 64 cân các chị ok cho em này, 63 cân đổ về em chốt đơn nhá. Từ khoảng là 45 cân đến 63 cân em chốt đơn hàng ạ. 45 cân đến 63 cân em chốt đơn. Đây là màu be cho em nhá. Be này, nâu. Đấy chứ ạ, đây là màu nâu đây ạ. Màu nâu cho em này, màu be này. Đỏ có 1 chiếc ạ. Đây vàng xong rồi đây. Đấy chứ ạ, đỏ 1 chiếc này, vàng có 1 chiếc. À, chị nào nhanh tay có mà em bảo rồi ạ. Tầm giờ này em thấy ít người em mới dám lên. Chứ còn đông người không có hàng mà. Xong là ngày mai các chị lại chửi. Không chốt được xong là các chị lại nhiều chị lại chuyển tiền trước rồi không được hàng, các chị quay sang các chị mắng. Các chị bảo là chị đặt tiền rồi mà không có hàng ấy. Xét váy len em còn chị ơi. Đây màu vàng đây, màu vàng của nó sẽ là vàng đậm nhé chị nhá. Vàng là màu vàng đậm cho em ạ. Mã này các chị comment cho em là G15 nhá các chị yêu. G15 cho em ạ, 600 ạ. Đấy, tầm giờ này đây này. Em cứ lên phát là các chị điện ngay. Đấy điện thoại lại réo rồi. Bọn em đi không chị ơi. Đây các chị này màu vàng. Màu vàng của nó kiểu màu vàng mơ ấy. Để chạm màu vàng của nó màu vàng mơ. Các chị nhìn hàng cho em ạ. G15 kèm số điện thoại cho em. Ok chị ạ, G15 mà kèm số điện thoại. Cái này là các chị mặc kiểu mặc choàng ấy. Nhìn trông nó sang lắm. Đấy, mặc choàng trông nó sang lắm luôn các chị ơi. Cái tay này các chị ơi tháo được ra nhá. Chị đóng thích các chị tháo được ra. Tại vì cái này nó có tay cài cái lông này các chị này. Nó sẽ có cái cúc cài lông này các chị ơi. Để chạm nó có cúc cài lông mà cho em. Không thích các chị tháo ra được. Đấy, không thích các chị tháo được cho em ạ. Đây nó rất là tiện luôn các chị nhá. Không thích các tháo ra được, nó có cúc cài này chị này. G15. Cách số điện thoại cho em, màu vàng em có một cái mẫu. Và màu đỏ nữa, đỏ có một cái. Đỏ có một cái. Đỏ của đỏ đô các chị nhá, đỏ đỏ đô đấy ạ. G15 màu đỏ đô. Nguyễn Nhung màu vàng. Thấy không? Thấy, yêu. Đây đỏ đô các chị này, chị nào chốt đỏ đô các chị lên đơn nhá. Cái này hoàn toàn các chị có thể tháo, các chị bỏ cái lông tay ra. Tại vì nó là lắp lông đấy, cài cái lông vào. Đấy, trông nó sang lắm luôn ý. G15, cái này các chị mặc cái áo ren ý. Áo ren tay đây đẹp này. Áo ren tay, G15 ạ. Phao dáng dài màu xanh em còn chị Dung Thùy nhá. Phao dáng dài màu xanh cả hàng Quảng Châu lẫn hàng công ty nhà em đều còn. Nhưng mà còn kiểu lẻ sai với chị ạ, nó còn lẻ sai thôi. G13 còn sót 2 chiếc màu nâu này. G13 còn chỗ nào nữa? Không. Ở chỗ góc kia là cái gì? G14 này. G14, 3 con.
BG13 em còn sót hai cái màu nâu, một cái màu vàng, một vàng cam ấy. Đấy, màu cam đấy chị ơi. Nhầm rồi. Chị đã lấy cái đấy ra. Mới nhìn à? BG này là G13 cho em ạ. G13 màu nâu em còn sót. Em còn sót con này là em còn một hai cái màu nâu quá chị này. Sót hai cái màu nâu G13, chị nào lật lên luôn cho em mã này nhá. Hả? Đẹp nhở, màu nâu này. Con này em tặng các chị 550 nhá. 550 G13 màu nâu ạ. G13 màu nâu cho em ạ, 550 một áo các chị yêu. 550. Em còn hai cái màu nâu này, G13, chị nào chốt lên luôn. G15 là 600, còn G13 là 550 này. Em còn một cái màu vàng. Đấy chị ạ, còn một cái màu vàng. Đấy chị yêu chốt đơn lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. Đấy. G13 cộng số điện thoại cho em ạ, 550. Còn một cái màu vàng và hai cái màu nâu. Đấy, còn một vàng mà hai nâu ạ, sót hàng thôi. G13 hai cái, chị mẹ tao lấy màu gì đấy? Mẹ tao lấy màu gì đấy chị ơi? G13 hai cái xin chị. Mua hai cái luôn, các chị mua bên ngoài 1 triệu mấy một con. Rồi hết nhá. Thôi hết 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 hàng. Đâu G14 còn không? Còn con nào nữa? Chị chưa lắc lông thì sao? Trong cái kia. Như dưới treo còn cái đấy. Lưng ngã lưng ngờ ấy. Biết là còn rồi, ra xem còn nát đông không. Phải đi đeo các cụ. Như bỏ đội nón này. Dạo này các cụ vật kinh quá rồi mất. Đây còn ba cái màu be này. Đúng không? Một cái màu nâu đúng không? Cái này còn ba cái màu be, một cái màu nâu lẽ là G14 nhá. G14 màu be. Em còn sót ba cái. G14 con này là 600 này. G13 để ra đây như này nhá. Mã này là G14 ạ, 600. G13 để đây nhá. Mã này G14 ạ, 600. G15 các chị từ khoảng là 45 cân. G15 các chị từ khoảng là 45 cân đến 63 cân. Con này các chị dưới 65 cân cho em này. Đó, dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. 45 cân đến 65 cân lên đơn nhá. Mã này G14, 600.000. Các em còn hai cái màu be. Ba cái màu be à? Be này là be đậm nhá chị nhá. Màu này em gọi là màu be đi. Còn đây là màu nâu. Màu nâu em còn một cái. Mã G14 ạ. Cái này chưa lắp lông. Ở đây đâu lắp lông rồi thầy? Đây là màu nâu đây. Cái này chưa lắp lông rồi đấy bà. Thế còn hai cái. Đây, màu nâu còn hai cái be, hai cái nâu. Để chị ạ, 2 B 2 nâu, các chị lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. G14 mà kèm số điện thoại nhá chị yêu nhá, 600 ạ. Con này 600.000. Chị mẹ táo là lấy buôn hay lấy lẻ đấy? Hả? Không. Cái kia chị cũng lấy G15 cũng lấy hai cái, cái G14 này cũng lấy hai cái, G13 cũng lấy. Là chị lấy xỉ hay lấy lẻ đấy, tại vì là cái hàng đấy em không có giá, không có xỉ đâu, tại vì nó lẻ, khách lẻ chốt hết đấy. G13 hoặc trò gì? Hoa học trò G13 màu vàng. Đấy nâu đây các chị này. Chị mẹ táo là chị nào? Cho em số điện thoại đi. Có rồi. Có chưa? Em gọi lại luôn xem nào. Thế là chị lấy như nào mà chị lấy nhiều đấy. Có số thì mai có số. Chốt cho chị nhé. Đây. Đẹp này, hàng này em vẫn đang đặt thêm đấy. Thôi em nghỉ nhá, em nghỉ đây. Bốn cái này không em, chỉ lấy một cả kho nha. Ơi chết cái kia. Mã này còn không? Mã này không biết là còn hơi nào. Có một cái thôi. Còn một cái á? Ừ, chứ còn là một cái bên này, cái mã này này là khác. Vàng em hết rồi. Chị bây giờ mặc vàng chị xem là gì còn nữa đâu, mặc chị. Còn mỗi một con. Cái này các chị comment là mã gì nhờ? 8987 đấy chị nhá. Mã 8987 cho em ạ. 8987 và kèm số điện thoại ạ. 8987 con này là 650 các chị này. 650.000. Em còn một chiếc em xả nốt các chị là 550. Em tặng nốt các chị là 550.000 một áo này.
Size L các chị tầm dưới 55 cân cho em. Để chọn size L mẫu này các chị dưới 55 cân em sản nốt các chị là 550.000 ạ. Dạ. Đẹp nhỉ. Con này 550 ạ. Con này bên trong của nó lót ra lộn các chị nhá. Bên trong nó là lộn, em còn đúng một chiếc size L thôi. Hết hàng ạ, 8987 ạ, size L. Em xả luôn 550. 650 xả 550 này, còn một chiếc thôi ạ. Chị Lê Toàn lấy nhá. Hàng loại 1 luôn ạ, con này hàng Quảng Châu mà chị này. Được chưa ạ? Đấy. 89 Huyên lấy ghi cho chị hai số kìa. Hai chị lấy này, ngày mai chị nào nghe máy thì chốt. Con đâu? Có cái gì lấy lẻ không? Con này là 8986 nhá. Mãi là 8986 cho em ạ. 8986 và lên số điện thoại cho em ạ. Con này cũng tặng nước các chị giá 550 này. Cũng 650 xả các chị 550. Theo em xem còn size gì vậy? ML. ML đúng không? ML hay size màu nâu ạ. Con này kiểu là form nhỏ nhỏ nhá các chị yêu nhá. Các chị cứ từ khoảng là 40 40 cân đến 55 cân em chốt. Con size gì đấy? M này, M này em mặc hơi kích. Em 54 cân mà em mặc size M hơi kích ngực này. Đấy, 8986 ạ. Tặng các chị luôn con này 500, sửa giá chị đi. Em tặng luôn 500.000 con này. 650 là 500.000 luôn. ML 2 size. ML 2 size kỷ niệm các chị 500 con này ạ. 500. Con này của nó sẽ là pha da các chị nhá. Nó sẽ là lông pha da. Em xả luôn 500. 8986 ạ, 500.000. Đấy, 8986 cho em ạ, 500.000 các chị này. ML 2 size ạ. ML 2 size các chị như áo lông các chị này. Đó, áo lông cho em ạ. Bên trong của nó các chị ơi, hàng của nó pha lót da lộn bên trong các chị nhá. Hàng này nó không phải là hàng kiểu là trần phao trần trám bên trong mà là hàng lót da lộn hàng loại 1 luôn các chị ạ. Em xả các chị là 500.000. Hàng này trước của nó là nếu mà giá thị trường các chị mua 8900.000 một cái cơ. 8900 thì em xả các chị 500, còn thì còn 2 3 chiếc ấy. Không nghỉ đâu chị nhỉ. Muộn quá rồi. Khoác da trám là cái nào? Ừ. Chắc là cái da ấy à? Quắc da chám á? Chắc là cái kia. Đấy. Các chị biết cái đấy là đấy là phao da, đấy phao da 8956. Chả nhớ cái nào luôn. Cái đấy form này là dành cho chị nào nhỏ nhỏ, những người nhỏ thôi. Mignon, khoác khoác ngoài rồi. Đoạn kêu đâu ấy? Đến lại trực tại toàn hỏi toàn để im lặng thôi. Đây này, dùng mai đấy. Nào, thôi đừng nghe mày, đừng nghe. Sang cái chị kia chị lấy nhiều. Mẹ tháo. Cho chị nhỉ. Cái gì mà nhạc chờ công trai như Thái Sơn cái gì đấy. Mấy con vào nhóm với nhau, gọi điện không nghe máy con Huyền mà để đấy, mai ta cứ gọi. Nên là chị ấy không nghe máy đâu, có nghĩa là ví dụ tao với mày làm cùng nhau ấy. Gọi điện ít khi nghe máy, nhưng mà tao gọi được tao nghe máy thì tao bảo cái mày nhận hàng hiểu không? Bạch Thông Bắc Cạn 8987 em hết rồi. Còn mỗi một cái nữa các chị ơi. Xem còn cái chỗ nào nữa không. Ngày mai tìm nữa. Thi thoảng nó sót sót đây này. Nghe rồi, thi thoảng nó bị sót hàng thôi. Đây này. Con đấy là mã khác. Con đấy là mã gen gen túi 8987 này. Em ơi tề luôn ý. Em tưởng còn một cái em mới xả ra đấy chứ nè. Sao lại còn ở đấy? Đấy thì cứ để sót sót đi. Con thử phải nóng xỉ. Đây này. 650 bây giờ bán có 550 này. Thấy chưa? 3 con. Em ơi 4 con nhá. 8987 em còn 4 chiếc liền. Em tưởng còn một chiếc em xả một phát xuống 100.000. Thôi ạ. À, đã nói ra đấy thôi em bán luôn. Đấy chưa? 550 đúng không? 550. Độ nhung quá. Muộn quá thôi, để mai em lên đi, để trưa mai nhá. Để trưa mai em bán được không chị Loan ơi? Thôi muộn rồi em nghỉ thôi. Em nghỉ đâu mệt lắm rồi. 8987 là còn nguyên size L đúng không? Ừ. Thôi cho các chị nốt. Em tưởng còn mỗi một cái em bán giá đấy thì bán giá này là nhanh dầu lắm đấy. Đấy. Bán giá này là nhanh dầu lắm, tưởng còn một cái thì em mới xả sập giá như thế luôn. Giá này trước của nó là 800 mấy cơ mà. Nhưng mình bán là 600 rưỡi.
Bây giờ xuống phát 550. Thôi nghỉ thôi. Em nghỉ nhá. Bye bye các chị yêu ạ. Chúc các chị ngủ ngon nhá.